Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 57. Đầu óc Lâm Nhất thoáng chốc như nổ tung, trở nên trống rỗng, không biết đang yên đang lành sao sư tỷ lại kích động như thế. Là vì mình sao? Lúc hắn lấy lại tinh thần thì Hân Nhiên đã biến mất rồi. Chết tiệt! Lâm Nhất mắng mình một câu, nhảy lên ngựa, bắt đầu tìm kiếm xung quanh ngoại thành rộng lớn. Lúc mặt trời lặn, cuối cùng Lâm Nhất cũng tìm thấy Hân Nhiên dưới một tàng cây lá vàng lâu năm, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đến đây làm gì, ta không muốn ngươi thương hại ta. Hân Nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần của Lâm Nhất, quay lưng đi oán trách nói, khóc đến mức đỏ cả mắt. Tặng tỷ này. Lâm Nhất cười khẽ, giơ tay đưa tới một bó hoa. Hân Nhiên xoay người nhìn hoa tươi trên tay hắn, hờn dỗi nói, lại tiện tay hái được ở ven đường chứ gì. Nhưng đẹp lắm đúng không, cũng giống như sư tỷ vậy. Lâm Nhất cười khẽ, đưa hoa tới. Hân Nhiên ưỡn ẹo một hồi mới cười nhận lấy hoa, một lúc sau, cô khẽ nói, tiểu sư đệ, xin lỗi. Thật ra cô chưa từng tức giận bao giờ, chỉ là cảm xúc đè nén quá lâu, thấy Lâm Nhất bị thương trở về mới hoàn toàn bộc phát. Trên đời này sẽ có quan hệ khác phái đơn thuần sao? Có lẽ là có, nhưng một thiếu niên dám một mình một kiếm tiến vào trong nghìn vạn người dưới tuyết trắng mênh mông, có ai mà không động lòng chứ? Có điều Hân Nhiên là người trong cuộc lại chưa từng phát hiện ra. Nhưng cô có sự nhạy cảm của nữ nhân, từ rất lâu trước kia, cô đã nhận ra trong lòng Lâm Nhất có cất giấu một người. Một nữ nhân có thể khiến hắn chịu đựng tất cả cô đơn và hiu quạnh. Chỉ là bóng đêm tối qua quá đẹp, đẹp đến mức khiến Hân Nhiên chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại, không muốn suy nghĩ. Cô chỉ muốn tiếp tục như thế, hai người cùng nhau phiêu bạt chân trời. Nhưng giấc mơ nào cuối cùng cũng phải tỉnh lại, suy cho cùng Lâm Nhất vẫn không thể quên đi người đó. Sau khi thấy mình cố ý nhắc đến, hắn lập tức không thể kiềm chế, một mình đi tới Hoàng Cung Đại Tần. Đừng nói xin lỗi. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, sư tỷ, tỷ phải biết là ta sẽ không thương hại tỷ, cũng sẽ không trách tỷ. Ta chỉ thương tỷ thôi, cũng giống như tỷ thương ta khi thấy ta bị ức hiếp trước đây vậy. Trên đời này, tỷ vẫn luôn là người thân tốt nhất với ta. Thân đến mức nào? Hân Nhiên trời sinh thoải mái, khi nãy còn khóc sướt mướt, nhưng sau đó lại trở nên hoạt bát như ngày thường. Thân đến mức sẵn lòng từ bỏ mạng sống. Lâm Nhất nghiêm túc trả lời. Đồ ngốc, ngồi cạnh ta đi. Mặt Hàn Nhiên thoáng ứng đỏ, cô vỗ xuống mặt đất bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Nhất ngồi xuống. Đợi Lâm Nhất ngồi xuống rồi cô bèn thuận thế tựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ ôm ta một cái được không? Lâm Nhất không nói gì ôm nàng vào làng. Hai người lặng lặng ngồi dưới tàng cây lá vàng nhìn màn đêm buông xuống, sao sáng đầy trời. Đến lúc ánh nắng sáng chiếu rọi lên mặt Lâm Nhất, giai nhân trong lòng đã lặng lẽ rời đi. Lâm Nhất dụi mắt, nhìn thấy một bức thư ở bên cạnh, hắn lập tức mở ra. Tiểu sư đệ, lúc đệ nhìn thấy bức thư này thì sư tỷ đã đi rồi. Có lẽ sư tỷ đã thật sự thích đệ, đệ hỏi ta động lòng từ bao giờ ta cũng không biết. Có lẽ là hôm đó, đệ đã cứu ta khỏi đại hoàng tử vào thời điểm ta bất lực nhất. Cũng có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ. Ai có thể nói rõ được chứ? Ta thật sự từng nghĩ sẽ phiêu bạt chân trời cùng đệ, cho dù đệ có thích ta không, sư tỷ vẫn sẽ ở bên cạnh đệ, dù sao đệ cũng không đuổi ta đi đúng không, hi hi. Nhưng sư tỷ không thể ích kỷ được, nếu đệ đã thật sự quyết tâm thì sao ta có thể khiến đệ khó xử chứ? Đúng như đệ nói, sư tỷ cũng thương đệ, không muốn nhìn thấy đệ buồn vì ta. Ta đi đây, có lẽ lần này cũng sẽ không trở về Lăng Tiêu kiếm các nữa. Nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại. Chân trời xa xôi, giang hồ còn đó. Chân trời góc biển, chặng đường có xa, nhưng chỉ cần giang hồ còn đó, tình nghĩa cũng sẽ không đứt đoạn, cũng sẽ có cơ hội gặp lại. Lâm Nhất nhìn bức thư, thiếu niên nở một nụ cười dưới ánh sáng mặt trời. Đi thôi. Lâm Nhất cất bức thư đi, nhảy lên trên ngựa huyết long, đội mũ rộng vành đi xa. Người ở đế đô Đại Tần vẫn đang chìm đắm trong niềm vui nữ đế Phượng Hoa lên ngôi, sự rời đi của Lâm Nhất không thu hút quá nhiều sự chú ý.
thậm chí chỉ có sư huynh đệ thân thiết của Lạc Già Sơn mới biết việc hắn rời đi. Nhưng danh hiệu công tử táng hoa của hắn vẫn lưu truyền khắp Đại Tần đế quốc, khiến người ta khó mà quên được. Vì hắn đã trở thành yêu nghiệt truyền kỳ của nơi này rồi. Trăng sáng sao thưa, gió rét lạnh lẽo. Ban đêm ở hoang nguyên tịch diệt vẫn luôn lạnh lẽo và hiu quạnh, trong phạm vi mấy vạn dặm đều là cấm địa không có hơi người, chỉ có vô vàn yêu thú và cánh đồng hoang vu khiến người ta sợ hãi trong bóng đêm. Cách tốt nhất để rời khỏi Đại Tần đương nhiên là đi qua sơn mạch tịch diệt. Trung tâm của hoang nguyên tịch diệt cũng chính là biên giới của Đại Tần đế quốc, đi qua cánh đồng hoang vu đầy yêu thú này đã xem như hoàn toàn rời khỏi Đại Tần rồi. Bóng đêm khó đoán, giữa mấy viên đá cũng có một đống lửa đang cháy. Một thiếu niên áo xanh ngồi cạnh đống lửa, đang dùng cành cây nướng thịt yêu thú. Tiếng lách tách vang lên, mỡ chảy xuống, mùi thơm lan tỏa. Thiếu niên thành thạo rắc các loại gia vị lên, xoay miếng thịt yêu thú, động tác như nước chảy mây bay, không chút vụng về. Rõ ràng đây là một người có kinh nghiệm lịch luyện phong phú. Ăn đi ăn đi. Không nói cũng biết thiếu niên dĩ nhiên là Lâm Nhất. Lâm Nhất xé một miếng thịt, đưa cho ngựa huyết long đang chảy nước miếng ròng ròng, sau đó thì tự thưởng thức. Hoang nguyên tịch diệt rất hiếm khi xuất hiện bóng người, nhưng lại không thiếu yêu thú. Yêu thú chẳng khác nào cỏ dại lan tràn, trước đây thậm chí còn từng cá thú triều, uy hiếp đến sự an toàn của hoàng thành đế đô. Lâm Nhất cũng không xa lạ gì với hoang nguyên tịch diệt này. Ngày đó lúc đi ra từ trong mật cảnh Ma Liên, hắn đã đi lên tầng 10, tạo nên truyền thuyết, khiến tuyết rơi xuống hoang nguyên. Thậm chí cuối cùng còn dẫn đến hỗn chiến ngũ tông, hắn và Hân Tuyệt đại ca liên thủ, giết chết một trưởng lão tử phủ, nghĩ lại vẫn khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Sổ dọc, đợi sau khi ăn thịt yêu thú xong, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tử Diên kiếm quyết tầng 9 đã có thể ngưng luyện ra Tử Diên kiếm kình. Bây giờ đã có 4 phần chân nguyên hùng hậu và cuộn trào trong người hắn chuyển đổi thành Tử Diên kiếm kình, ngoài ra còn dần chuyển từ màu trắng nhạt ban đầu sang màu trắng bạc. Đợi tất cả chân nguyên đều tinh luyện thành Tử Diên kiếm kình, tu vi bản nguyên mai hộ pháp để lại cho mình mới thật sự có tác dụng. Đến lúc đó, chất lượng của chân nguyên sẽ vượt xa trước đây, dù không thể thăng lên tử phủ cũng có thể nâng cao thực lực của mình. Trong lúc tu luyện Tử Diên kiếm quyết, Lâm Nhất vẫn không ngừng suy nghĩ. Có không ít yêu thú trong bóng tối ở hoang nguyên tịch diệt bị ánh lửa thu hút phát ra tiếng hô trầm khàn. Một vài yêu thú to gan còn lặng lẽ đến gần. Trong đêm đen, những đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trong đó có một con báo ma diễm màu đỏ thẫm to gan nhất, nó giấu đi hơi thở, trong mắt tản ra sát khí lạnh như băng. Đây là một con yêu thú mới bước vào tử phủ, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Trong lòng đang khao khát mạo hiểm. 1.000m, 800m, 500m, 300m. Báo ma diễm màu đỏ thấm bộc phát sức mạnh, để lộ vẻ dữ tợn đáng sợ của mình. Chẳng mấy chốc, nó chỉ còn cách Lâm Nhất chưa đến 100m. Vào lúc thấy Lâm Nhất sẽ lập tức bị nó vồ tới, trở thành thức ăn trong bụng nó. Lâm Nhất đột nhiên mở mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên, hắn giơ tay, bấm ngón tay một cái. Một tia kiếm mang sen lẫn hai màu tím bạc lập tức phá không bay đi, chẳng mấy chốc đã đâm vào báo ma diễm. Ầm. Dưới kiếm mang, thân thể to lớn của nó lập tức bị đánh bay cả nghìn mét, sau khi rơi xuống đất còn liên tục lăn mấy vòng. Lâm Nhất chỉ bấm tay một cái đã đánh bay hung thú tử phủ. Cộp cộp cộp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đêm đen có lưu quang màu máu nở rộ. Một con tuấn mã phi nhanh về phía báo ma diễm đang bị thương. Giao nó cho ngươi đấy, ngươi cũng nên thăng lên tử phủ rồi, nếu không thật sự không xứng với huyết mạch long tộc biến dị trong người ngươi. Lâm Nhất nhếch môi nhìn ngựa huyết long phi đi xa, khẽ lẩm bẩm. Bôn lôi chảm điện, bôn lôi chỉ là một loại thế, khi kiếm sắp xuất hiện, thế như sét đánh, mênh mông vô bờ. Đợi khi kiếm ra tạo kiếm quang như sét đánh, như tia chớp xuyên thủng. Rọi sáng cả bầu trời đêm. Vậy nên nội dung chính của chiêu kiếm này là làm thế nào để ngưng tụ khí thế bôn lôi, thế càng lớn thì chém ra kiếm quang càng đáng sợ. Chắc hẳn là như thế này. 3 ngày sau,
Cuối cùng Lâm Nhất cũng hiểu được nội dung chính của Bôn Lôi Trảm Điện. Ầm ầm. Khi hắn vừa định thử thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền vang, ngay sau đó mây đen ùn ùn kéo đến như thiên binh vạn mã, đại dương mênh mông, không ngừng biến ảo. Trời sắp mưa rồi ư? Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu, đây không phải là khí thế Bôn Lôi mà hắn đang cần sao? Lúc này mây gió đổi sắc, mưa gió sắp kéo đến. Bầu trời u ám đến đáng sợ, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Giờ phút này tiếng sấm vẫn không ngừng vang vọng, mang đến một áp lực cực lớn. Rầm. Khi hắn đang suy nghĩ, một tia chớp dữ tợn xẹt nhanh qua không trung, thời gian như ngưng tụ lại, bầu trời xa xôi như muốn vỡ tung ra dưới tia chớp này. Rầm rầm. Ngay sau đó mưa rơi tầm tã không chút thương tiếc. Hạt mưa như những con dao rơi xuống trong sắc trời âm u. Hóa ra là vậy. Toàn thân Lâm Nhất ướt đẫm, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ít thấy, hắn đã hiểu đúng về Bôn Lôi Trảm Điện. Hắn tìm chỗ tránh mưa, thiếu niên khoanh chân ngồi xuống trong tiếng sấm rồn rập, cùng với những tia chớp thỉnh thoảng xuyên qua không trung. Trong đầu toàn là tâm pháp bá kiếm. Thời gian dần trôi qua, chẳng biết từ khi nào mưa đã ngừng. Mây đen tản đi, sấm chớp ngừng đánh, mặt trời mọc lên thể hiện mặt nóng rực của nó. Hoang nguyên tịch diệt quay trở lại hoàn cảnh nóng rực như ngày thường. Bỗng nhiên, Lâm Nhất mở bừng mắt ra, sắc trời đột ngột tối sầm, mây gió đổi sắc, mưa gió sắp đến. Những tiếng sét biến hóa từ kiếm ý liên tục vang vọng ở bốn phía. Một luồng kiếm thế vô tận như sấm sét cuồn cuộn nở rộ trên người Lâm Nhất. Nó làm nổi gió lớn, mây đen dày đặc. Bôn Lôi Trảm Điện. Lâm Nhất đưa tay ra, tay phải cầm chặt kiếm Táng Hoa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, một tia kiếm quang nổi lên trên thân kiếm như chớp giật. Tiếng sấm vang ở bốn phía, lúc này đã đạt tới mức cao nhất, kiếm quang xẹt qua tỏa ánh điện chói mắt. Hô! Khi Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, dư chấn tan đi, một khe rãnh dài mấy nghìn mét xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Khe rãnh rộng khoảng một trượng, sâu tận 10 mét. Chấn động, đáng sợ. Một chiêu kiếm hoa lệ và đáng sợ khiến Lâm Nhất trố mắt ngoác mồm, không thể tin được, ngay sau đó hắn mừng rỡ, trên mặt tràn đầy kích động. Đây chỉ mới là sơ thành, còn không bằng tiểu thành. Nếu một ngày nào đó chiêu thức này đạt tới đại thành, uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng. Trên thực tế, chiêu thức này có thể phát huy uy lực đáng sợ như thế thì nói ra cũng khá đặc biệt. Điều này liên quan đến bản thân Lâm Nhất, mấy ngày nay hắn đã dùng linh ngọc tam phẩm để tinh luyện Tử Diên kiếm quyết, gần 6 phần chân nguyên hùng hậu trong cơ thể đã chuyển đổi thành Tử Diên kiếm kình màu bạc trắng. Nếu là những võ giả bán bộ tử phủ khác, dù họ may mắn thi triển được Bôn Lôi Trảm Điện như hắn cũng nhất định không thể phát huy uy lực đáng sợ như thế. Thứ nhất, họ không có chân nguyên hùng hậu như Lâm Nhất, thứ hai là họ cũng không có kiếm quyết thượng cổ chống đỡ, cả hai đều không có thì đương nhiên uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì uy lực của bá kiếm cũng không tầm thường chút nào. Lời nói ngông cuồng của Mai Hộ Pháp không hề có chút giả dối. Với kiếm pháp này, Lâm Nhất nhất định có thể làm nên tên tuổi ở cổ vực Nam Hoa. Nhưng bá kiếm cũng tiêu hao rất nhiều chân nguyên. May mà chân nguyên của mình đủ hùng hậu. Lâm Nhất kiểm tra lại, chiêu thức Bôn Lôi Trảm Điện này đã hao mất gần 1/4 chân nguyên của hắn. Nếu thêm một chiêu nữa thì e rằng sẽ tiêu hao nhiều hơn. Chân nguyên là chuyện nhỏ, chủ yếu là việc tiêu hao tinh thần rất khó chịu đựng. Ầm ầm. Lúc này tiếng sấm lại vang lên, Lâm Nhất nhíu mày, hơi khó hiểu. Kiếm thế đã sớm biến mất. Tại sao tiếng sấm vẫn tiếp tục vang, lẽ nào còn ai khác đang luyện kiếm? Khi hắn ngẩng đầu lên, mây đen cuồn cuộn lại kéo đến, lần này còn dày đặc hơn cả lần trước. Không đúng, đây chắc chắn không phải do kiếm ý biến hóa. Lâm Nhất bình tĩnh phân tích, một dị tượng mênh mang như vậy nhất định tồn tại thật sự. Không dám tưởng tượng ra người đó mạnh đến mức nào. Nếu có ai đó có thể dùng sức một mình để biến đứng đọc tại web ăn cắp hóa ra mây đen dày đặc nối liền vạn dặm, thực sự Lâm Nhất không nghĩ ra nguyên do, chỉ cho rằng đây là kỳ cảnh ở hoang nguyên tịch diệt.
Đọc tiếp tại website Tanning 247 mấy ngày sau, mây đen cứ tân đi rồi lại kéo đến, cứ kéo đến rồi lại tản đi lặp lại đúng tâm bóc béo tại website Tanning 247 lần. Lai Tây Nua U, y ngắn. Khi Lâm Nhất sắp rời hoang nguyên tịch diệt, mây lại kéo đến lần thứ 9, độ hung tàn của nó lần này vượt xa 8 lần trước. Mây đen vô tận, mênh mông vô bờ. Mây gió đổi sắc, nơi đây tưởng chừng như sắp có tận thế xảy ra. Lâm Nhất đứng trong đó mà trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi sợ hãi, khẽ rùng mình. Hắn ngồi xuống, ngay cả ngựa huyết long không sợ trời không sợ đất cũng hơi bất an. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Dù có ngốc Lâm Nhất cũng đoán được chuyện này có chút bất thường. Mây đen dày đặc như đại dương mênh mông, sóng biển mãnh liệt, muôn hình vạn trạng. Sự việc xảy ra khác thường nhất định có kỳ lạ, Lâm Nhất nhướng mày, đoán ra được điều gì đó. Độ kiếp. Khi yêu thú thăng cấp lên tử phủ sẽ dẫn đến thiên địa phản phệ, bị lôi kiếp thanh lọc. Huyết mạch càng mạnh thì lôi kiếp càng đáng sợ, nhưng nếu vượt qua sẽ dục hỏa trùng sinh, thoát thai đổi cốt. Với dị tượng kinh thiên động địa như vậy, có lẽ là yêu thú cảnh giới tử phủ đỉnh phong đang thử đột phá cảnh giới thiên phách. Hơn nữa, nó đã thành công 8 lần. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Nhất lập tức biến sắc, nó sắp độ lôi kiếp thứ 9, còn yêu thú này kinh khủng tới mức nào? Ít nhất phải là hung thú cấp bậc bá chủ, thậm chí có thể là hung thú cấp bậc vương giả. Trong cùng một cảnh giới, yêu thú được chia thành cấp phàm tức là cấp bậc phổ thông, cấp bậc tinh anh, cấp bậc bá chủ và cuối cùng là cảnh giới vương giả mạnh nhất. Nếu thật sự là yêu thú cấp bậc bá chủ đang độ kiếp, một khi nó thành công, hắn không dám tưởng tượng ra sẽ như thế nào. Nhưng chắc có lẽ sẽ rất khó. Yêu thú thăng cấp lên thiên phách còn khó hơn nhiều so với võ giả nhân loại. Hơn nữa huyết mạch càng mạnh, độ khó sẽ càng lớn gấp bội. Lâm Nhất vốn đang định rời hoang nguyên tịch diệt chợt thay đổi quyết định, để long tượng chiến thể quyết thăng cấp lên tầng 6 đỉnh phong cần phải luyện hóa một viên yêu đan thiên phách mới được. Nếu không có cơ duyên thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nhưng nếu đi liều mạng thì khá nguy hiểm. Ngay cả khi đối phương bị thương nặng vì lôi kiếp, nó vẫn có cơ hội giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Một chiêu giết chết, không có chút may mắn nào, Lâm Nhất suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như yêu thú ở cảnh giới này đánh trúng Lâm Nhất, hắn nhất định sẽ chết. Đi xem trước thử xem sao. Hắn trấn an ngựa huyết long. Sau đó một người một ngựa lặng lẽ chạy tới trung tâm xét đánh. Cuối cùng sự nhiệt huyết chảy xuôi trong lòng người thiếu niên vẫn không chịu ngồi yên. Nếu con đường võ đạo không có mạo hiểm, không trải qua sinh tử, cứ bước đi một cách bình yên thì sao có thể trở thành kẻ mạnh. Nửa canh giờ sau, ở một khu vực trống trải trong hoang nguyên tịch diệt, lửa cháy sáng rực, nhiệt độ cực kỳ cao. Trên mặt đất có rất nhiều vết nứt và những hố sâu khủng khiếp. Còn có thể nhìn thấy tia điện lập lòe trên ngọn lửa. Có thể đoán được nơi đây vừa chịu đựng dư chấn của lôi kiếp rất nhiều lần cách đây không lâu. Nếu không thì không thể tạo thành những đống đổ nát đáng sợ như vậy, đến tận lúc này vẫn còn lửa điện cháy. Mây điện cuồn cuộn trên không trung, bầu trời âm u khiến người ta ngột ngạt khó thở. Ở chính giữa đống đổ nát đang bốc cháy lửa điện kia có một ngọn núi đá cao nghìn mét, đá vụn chất thành đống dưới chân núi. Trên đỉnh núi đá có một con ma lang tử sắc, đầu nó nổi lên một ngọn lửa, đôi mắt xanh biếc như ngọc, tràn đầy linh trí, trên thân có tử văn cổ xưa, một luồng bá khí vô hình từ trên người nó tỏa ra. Đây là một con hung thú cấp bậc bá chủ, tử diệm ma lang vương. Cơ thể của nó rất to lớn, hung uy cuồn cuộn tưởng chừng như cả bầu trời này cũng không chống đỡ được. Vù! Một bóng dáng màu xanh lặng lẽ lẻn vào trong đống đổ nát bốc cháy lửa điện, nấp vào trong núi đá. Một thiếu niên áo xanh, khỏi phải nói nhiều, đây đương nhiên là Lâm Nhất. Hắn để ngựa huyết long ở bên ngoài phối hợp tác chiến, còn hắn thì chạy vào trong, chờ đợi thời cơ hành động. Có không ít kẻ để mắt tới con tử diệm ma lang vương này nhỉ. Lâm Nhất nấp trong núi đá có thể cảm ứng được xung quanh núi đá có rất nhiều khí tức đáng sợ tồn tại. Là yêu thú. Là những yêu thú khác trong hoang nguyên tịch diệt. Chúng rất thông minh,
đợi sau khi con tử Diệm Ma Lang Vương này độ kiếp thành công mới cùng nhau xông lên phân thực nó. Sự cạnh tranh giữa yêu thú với nhau tàn khốc hơn con người rất nhiều. Những con hung thú cấp bậc bá chủ khác sẽ không để nó thăng cấp lên thiên phách một cách an toàn. 1, 2, 3. Lâm Nhất có thể cảm ứng được có ít nhất 3 con hung thú tử phủ đang nấp bên ngoài núi đá. Con tử Diệm Ma Lang Vương trên đỉnh núi đá cũng phát hiện có không ít yêu thú đang nấp trong bóng tối theo dõi mình. Nhưng nó không có sự lựa chọn, vì đã trải qua 8 lần độ kiếp nên nó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lôi kiếp thứ 9 đánh xuống. Cảnh giới thiên phách có sức cám dỗ quá lớn đối với nó. Lôi kiếp đã đủ đáng sợ mà còn phải đề phòng đồng loại đánh lén, yêu thú thăng cấp lên thiên phách thật khó khăn. Lâm Nhất khẽ thở dài. Ầm ầm, bỗng nhiên những tiếng sấm chói tai liên tục vang lên, như thể trời cao nổi giận, cả đất trời cũng rung chuyển. Một khí tức kinh khủng bao trùm cả đất trời, làm cho người ta không ngừng run rẩy. Bắt đầu rồi. Lâm Nhất nheo mắt lại, vội vàng nhìn về phía đỉnh núi đá, lôi kiếp thứ 9 sắp bắt đầu. Răng rắc. Một tia sét dữ tợn đột nhiên xuyên qua không trung, từ trên trời đánh xuống. Mây điện cuồn cuộn tựa như một con hung thú hoang dã, tia sét đánh xuống chính là móng vuốt sắc bén của nó. Tử Diệm Ma Lang Vương ngưng tụ chân nguyên hùng hậu bao phủ toàn thân để chống lại tia sét này. Rầm rầm rầm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi tia sét thứ nhất vừa đánh xuống liền có tia điện khác liên tục đánh xuống như vũ bão, chúng như thể chưa từng biến mất, không ngừng đánh vào người Tử Diệm Ma Lang Vương. Chuyện này. Lâm Nhất ngây ra như phỗng, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế nào, sấm sét chớp lóe nhưng tia lửa điện giáng xuống kia lại liên miên không dứt. Không ngừng chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một cây cột sét rộng 100 mét, trông như thể dung nham lửa điện. Tử Diệm Ma Lang Vương bên trong dung nham phát ra những tiếng chu thảm thiết mà điên cuồng, cơ thể của nó trông vô cùng to lớn bên trong cột sét. Đúng. Là to lớn. Ngoại trừ to lớn, Lâm Nhất không thể tìm ra được từ nào để hình dung cảnh tượng chấn động trước mắt. Cái mà nó đối mặt chính là cơn thịnh nộ của trời xanh, đằng sau những tiếng chu thảm thiết là ý chí kiên cường bất khuất. Rầm, 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 rầm. Dư âm bắn ra từ tia sét tạo thành những cái hố sâu hõm, bên trong hố là lửa điện bốc cháy hừng hực. Đáng sợ. May là mình đứng cách đó đủ xa, nếu không tia chớp lác đác kia mà đánh trúng người mình thì không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Sau khi đợt lửa điện đầu tiên tạm dừng lại, đợt thứ hai rất nhanh lại bắt đầu. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền, tia chớp ngưng tụ thành chiếc roi điện, xé rách bầu không quất thẳng xuống từ đám mây điện. Giống như trong mây có người đang thao túng. Bốp, 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 bốp. Từng roi quất mạnh xuống một cách vô tình, Tử Diệm Ma Lang Vương thình lình phát ra âm thanh gào khóc đau đớn. Lôi kình bao hàm trong sợi roi đó như thâm nhập cả vào trong linh hồn nó, khiến nó đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua được, chỉ là khắp người nó bê bết máu, bị roi vụt đến rách da chóc thịt trông vô cùng đáng sợ. Tổng cộng 9 lần lôi kiếp, mỗi một lần có 9 đợt. Như vậy tức là nó phải chịu tổng cộng 9981 đợt lôi kiếp. Trong lòng Lâm Nhất tính toán âm thầm tặc lưỡi. Tử Diệm Ma Lang Vương này e là có huyết mạch của yêu thú thượng cổ nếu không cũng không đến mức như vậy. Đây mới là đợt thứ 3 mà thôi, sợ là phải thất bại rồi. Nếu như thất bại, cho dù có là yêu thú cảnh giới thiên phách, đối với Lâm Nhất mà nói nó không đáng để mạo hiểm. Chẳng qua đám yêu thú cảnh giới tử phủ đang ẩn náu kia hẳn sẽ không tha cho nó, cho dù thất bại cũng sẽ cắn nuốt nó một cách không chút lưu tình. Cá lớn nuốt cá bé, quy luật rừng xanh trong thế giới yêu thú lại càng tàn khốc hơn. Bất kỳ yêu thú nào độ kiếp thất bại cũng đều có hậu quả như vậy. Yêu thú dám độ lôi kiếp đều đã ôm lòng phải chết để đi đấu với trời xanh. Nghĩ như vậy thì từng đợt lôi kiếp giáng xuống kia. So với vẻ ngạo nghễ lúc đầu, Tử Diệm Ma Lang Vương này sau khi trải qua 5-6 lần lôi kiếp rửa tội, khí diễm của nó đã ủ rũ đi rất nhiều. Đối diện với cơn thịnh nộ của trời xanh, khí diễm vốn dĩ ngút trời rốt cuộc cũng bị đè bẹp. Nó,
rốt cuộc đã đánh giá thấp lần lôi kiếp thứ 9. Cảnh tượng như vậy ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ. Bốp! Trên đỉnh núi đá, Tử Diệm Ma Lang Vương vừa mới đứng dậy lập tức bị một luồng sấm sét đánh xuống khiến nó ngã vật ra đất. Tử Diệm Ma Lang Vương nằm dạp trên mặt đất giấy giụa một hồi thế mà lại bò dậy lần nữa. Nó muốn làm gì vậy? Lâm Nhất thoáng nhíu mày, rõ ràng đã thất bại rồi còn muốn chịu hết tất cả lôi kiếp. Bây giờ nếu như chấp nhận từ bỏ. Mặc dù chật vật nhưng ít nhiều còn có chút cơ hội để tránh thoát được sự đuổi giết của những yêu thú khác, càng kéo dài thời gian thì hy vọng lại càng mong manh. Một cảnh tượng kỳ quái bỗng xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Tử Diệm Ma Lang Vương hết lần này đến lần khác ngã xuống lại đứng dậy. Đến cuối cùng, nó chỉ còn lại một bộ xương nhầy nhụa máu thịt, ngoại trừ ngọn lửa màu tím còn cháy trên đỉnh đầu chứng minh nó vẫn còn sống ra thì trông nó chẳng khác gì một thi thể. Không dậy được nữa rồi à? Lần này, Tử Diệm Ma Lang Vương nằm im bất động, cuối cùng vẫn không thể bò dậy. Mây điện trong không trung lúc này cũng dần tản đi. Bầu không khí khủng bố mà áp lực cũng dần tan biến trong vùng trời này, duy chỉ có lửa điện tàn dư lại trên mặt đất là mãi vẫn không tắt. Rốt cuộc vẫn thất bại rồi. Gần giống với những gì mà Lâm Nhất đoán trước đó, yêu thú thăng cấp thiên phách có đến 9 phần 10 là đều thất bại. Liền này cũng không ngoại lệ. Nó thực ra có cơ hội để sống tiếp. Trong lòng Lâm Nhất cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu như nó rời đi ở đợt lôi kiếp thứ 6 thì vẫn còn cơ hội để sống tiếp. Chỉ trách con Tử Diệm Ma Lang Vương này quá cố chấp, có chết cũng không muốn bỏ đi giữa chừng. Growl. Yêu thú bốn phía đã nhấp nhổm không yên từ lâu, lúc này bắt đầu xuất hiện, hai mắt đỏ quạch, thèm thuồng nhìn về phía đỉnh núi. Yêu thú ẩn nấp trong bóng tối tổng cộng có 5 con, bọn chúng đã mất hết cả kiên nhẫn. Trên đỉnh núi, Tử Diệm Ma Lang Vương nằm trên đất, máu thịt lẫn lộn, thoi thóp sắp chết. Kẻ thất bại đương nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nói đến cũng thực châm biếm, lôi kiếp còn chưa thể lấy được mạng của nó mà cuối cùng nó lại phải chết trong tay đồng loại của mình. Lắc đầu, Lâm Nhất chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng màu đỏ máu tựa như kinh hồng lao đến. Trước khi 5 con yêu thú cảnh giới tử phủ kia tiến đến gần ngọn núi đá thì nó đã nhanh như chớp đáp xuống đỉnh núi trước một bước. Huyết Long Mã. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng qua vẻ khác lạ, trong đầu bỗng nhiên nổ ầm một tiếng, nhằng nhãi ngu ngốc này định làm cái gì? Tham lam quá rồi. Mặc dù biết thằng nhãi này gần đây sắp thăng cấp lên cảnh giới tử phủ, vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không đến mức phải mạo hiểm thế này. Nó muốn cướp đồ ăn của 5 con yêu thú cảnh giới tử phủ đang vây xung quanh. Không đúng. Huyết Long Mã trước giờ luôn cướp giật đồ ăn nhanh như chớp. Nhưng sau khi đáp xuống đỉnh núi thì không hề lao đến chỗ cơ thể của Tử Diệm Ma Lang Vương. Mà nó xoay người lại phát ra tiếng gào giận dữ với 5 con yêu thú cảnh giới tử phủ. Trong đôi mắt bắn ra quang mang sáng ngời trước nay chưa từng có. Bảo vệ, nó muốn bảo vệ Tử Diệm Ma Lang Vương độ kiếp thất bại này. Nhìn Huyết Long Mã đang nhe răng dọa dẫm trên đỉnh núi, đáy mắt của 5 con hung thú khác lộ vẻ khinh thường. Một yêu thú còn chưa đạt đến cảnh giới tử phủ lại dám tranh giành với bọn chúng, đúng là không biết tự lượng sức. Dầm. Nhưng con nham giác thú xông lên đầu tiên còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hất mạnh về phía sau. Khí thế mà Huyết Long Mã bắn ra vô cùng kinh khủng, khắp cơ thể nó phóng ra hỏa diễm màu đỏ máu, hung hãn nóng nảy tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào. Con nham giác thú kia lăn xuống dưới phát ra từng hồi tiếng gào giận dữ. Trên người nó bị cái sừng trước đầu của Huyết Long Mã đâm thành một lỗ sâu hóm chảy đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng 4 con hung thú còn lại chẳng hề quan tâm đến nó, vẫn tiếp bước xông về phía đỉnh núi. Đỉnh núi có một con Ma Lang Vương cảnh giới tử phủ đỉnh phong đang chờ bọn chúng đến phanh thây xẻ thịt, điều này hấp dẫn đến nhường nào. Huynh huynh huynh. Trên đỉnh núi đá bỗng nổ ra tiếng tranh đấu kịch liệt, Huyết Long Mã chiếm cứ lợi thế địa hình. Lấy sức lực một mình đối đầu với 5 con yêu thú. Nhưng cho dù như vậy, không qua bao lâu nó đã dần rơi vào thế yếu. Máu tươi be bét khắp người, vết thương chồng chất, không thể diễn tả nổi vẻ thảm hại.
Dù gì cũng là năm con yêu thú cảnh giới tử phủ, hơn nữa nếu bọn chúng đã dám có ý đồ với Ma Lang Vương thì chắc chắn thực lực không tầm thường. Trong lòng Lâm Nhất thầm than thở một tiếng. Đại khái đoán được huyết long mã này vì sao lại muốn bảo vệ con Ma Lang Vương này, hẳn là đã bị ý chí không chịu khuất phục của nó cảm hóa rồi. Không nghi ngờ, nếu như đây là một võ giả nhân loại độ kiếp, có thể hết lần này đến lần khác ngã gục rồi lại kiên cường đứng dậy như vậy thì Lâm Nhất cũng sẽ cảm động. Nếu như hắn gặp được tình huống nguy hiểm thế này, Lâm Nhất tự hỏi hắn cũng sẽ giống như huyết long mã, không hề do dự mà xông lên. Huyết long mã thường ngày vẫn đi chung với hắn, ít nhiều cũng hiểu được chút tính người, bị cảm động bởi con tử diệm Ma Lang Vương này. Thằng nhãi ngốc nghếch. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang, nhưng có ngốc thế nào thì huyết long mã này cũng là đồng bạn của Lâm Nhất hắn. Còn không đến lượt đám yêu thú này bắt tay để bắt nạt nó. Hồng hộc. Trong đống đổ nát ngập ánh lửa điện, một bóng áo sam xanh bật người lao lên không trung. Hai cánh tay hắn mở rộng ra tựa như kim ô thượng cổ, chân điểm nhẹ một cái, cơ thể thoáng dao động liền đáp xuống đỉnh núi đã chỉ trong chớp mắt. Grow. Vừa mới đáp xuống liền thấy một con ma thiết man nghiêu đang xông về phía huyết long mã. Cút đi. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, thanh uy của Lâm Nhất bùng lên, nhấc tay tung một quyền ra. Rầm. Giữa tiếng nổ vang trời, ma thiết man nghiêu bị đấm mạnh bay ra ngoài. Bàn tay phải xuất quyền của Lâm Nhất hơi tê dại, chân lui lại mấy bước. Mặt thoáng biến sắc, sức mạnh phòng ngự mạnh quá, e là không dễ đối phó. Rất rõ ràng, năm con yêu thú đến đánh tử diệm Ma Lang Vương này còn mạnh hơn nhiều so với những con yêu thú cảnh giới tử phủ mà bọn họ thường gặp. Trong cùng cảnh giới, hẳn đều sẽ có những anh tài tồn tại. Nhìn Lâm Nhất kịp thời đến đây đuổi một con yêu thú đi hộ mình. Huyết long mã quay đầu lại, dẹt miệng nhe răng cười với Lâm Nhất một cái, xem ra nó vô cùng vui vẻ. Thằng nhãi ngốc nghếch nhà ngươi, lại còn dám cười à? Lâm Nhất cười khổ một tiếng, bất lực với nó. Uỳnh ầm ầm. Trên đỉnh núi đá lại lần nữa trở thành trung tâm của một hồi sóng gió, từng luồng khí tức khủng bố phát tán ra ngoài. Trong dư âm sao động, thậm chí cả thiên khung đều xuất hiện dị tượng. Có tia sét thỉnh thoảng xé ngang bầu trời. Chẳng qua thanh uy cỡ này so với lôi kiếp lúc trước mà nói chẳng thấm vào đâu. Phụt! Trên đỉnh núi, Lâm Nhất tung quyền như múa kiếm, cứ thế đấm chết tươi con ma thiết yêu thú. Nhưng còn ma thiết man nghiêu này trước khi chết cũng kịp nện một chưởng vào ngực hắn. Lâm Nhất hự lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi. Không dễ dàng. Lau khô vết máu nơi khóe miệng. Lâm Nhất thoáng nhíu mày, bốn con yêu thú khác vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Nếu như lần lượt đánh gục bọn chúng thì có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng nếu cứ bị vây hãm ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị mất sức mà chết, Lâm Nhất trầm giọng nói, Tiểu Hồng, nên đi rồi. Nhưng huyết long mã lại như chẳng nghe lọt tai, vẫn kiên trì bảo vệ ở chỗ này, đến sống chết của mình cũng mặc kệ. Đúng vào lúc Lâm Nhất cảm thấy khó giải quyết thì con tử diệm Ma Lang Vương máu thịt nhầy nhụa nằm trên đỉnh núi bỗng phát ra luồng khí tức khủng khiếp. Một luồng uy áp khiến người ta khó lòng ngăn chặn đang bùng nổ ra từ trên người nó. Vết thương trên người nó đang tự động lành lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được, mà văn màu tím cổ xưa trên cơ thể cũng phát ra ánh sáng u ám, sức sống bừng bừng. Uỳnh! Ngay sau đó... Con tử diễm Ma Lang Vương vốn gần chết này bỗng bật người đứng dậy, uy áp chỉ thuộc về cảnh giới thiên phách tản mát ra từ trên người nó. Rắc. Một đòn tấn công như chớp, hai bên móng vuốt quét qua, con nham giác thú kia liền bị xé thành hai mảnh máu me đầm đìa. Học. Mà sau đó nó há miệng thổi ra một đám lửa, con yêu thú tử phủ khác cũng bị thiêu đốt thành tro. Cái này. Lâm Nhất có chút không tin nổi những gì xảy ra trước mắt, cảnh giới thiên phách, khí tức mà con tử diệm Ma Lang Vương này phát ra quả thực là uy áp mà chỉ cảnh giới thiên phách mới có. Đáng sợ! Rốt cuộc là hồi quang phản chiếu hay là con tử diệm Ma Lang Vương này thực sự thành công độ kiếp rồi? Xoẹt xoẹt xoẹt! Tử diệm Ma Lang Vương thình lình bật dậy này tựa như tia chớp càn quét hết hai con yêu thú. Hai con yêu thú cảnh giới tử phủ còn lại thấy tình hình không ổn, bị dọa cho điên cuồng bỏ chạy.
nhưng làm sao mà chạy thoát được, dường như mới vừa bỏ chạy được mấy bước đã bị đuổi kịp, trong tiếng gào rú của Tử Diệm Ma Lang Vương, nó dễ dàng giết chết hai con yêu thú này. Mạnh quá! Cục diện trấn áp hoàn toàn, trong lòng Lâm Nhất thầm tặc lưỡi, sự khác biệt lớn cỡ này quả thực là khiến người ta chấn động. View! Tiếng gió phá không vang lên, Tử Diệm Ma Lang Vương quay trở lại đỉnh núi, đầu tiên nó nhìn về phía Huyết Long Mã khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt quét qua, từ trên cao nhìn xuống, ghim chặt lên người Lâm Nhất. Đỉnh núi này vốn dĩ không rộng, sau khi Ma Lang Vương đáp xuống đã lập tức chiếm hơn một nửa diện tích, Lâm Nhất đứng trong một góc nhà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu như không thể nói nên lời, một loại cảm giác khủng hoảng tự nhiên từ đâu tràn ra. Huyết Long Mã thấy vậy vội vàng chắn trước mặt Lâm Nhất. Con người, trước đó người nấp trong bóng tối cũng vì có ý đồ với bản vương phải không? Không hề báo trước, con Tử Diệm Ma Lang Vương này bỗng thốt ra tiếng người làm Lâm Nhất giật cả mình. Rất kỳ lạ sao, cho dù là yêu thú bình thường muốn nói chuyện cũng không phải là không thể, huống hồ bản vương đã đột phá thiên phách. Chẳng qua ngươi yên tâm, nể mặt Huyết Long Mã này, bản vương sẽ không giết ngươi. Ma Lang Vương dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Nhất nên tiếp tục nói. Ngươi hẳn là độ kiếp thất bại rồi chứ? Nghi vấn trong lòng Lâm Nhất khiến hắn không nhịn được mà thốt ra. Đúng vậy, thất bại rồi. Tử Diệm Ma Lang Vương lạnh lùng nhìn sang Lâm Nhất, ngọn lửa hừng hực trên đỉnh đầu kia đang dần trở nên ảm đạm. Quả nhiên, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Con Ma Lang Vương trước mắt này chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Thứ ngươi muốn là cái này đúng không? Tử Diệm Ma Lang Vương há miệng nhè ra một viên yêu đan màu đỏ lửa, khí tức khủng bố điên cuồng phát ra từ trên viên yêu đan. Yêu đan màu đỏ lửa giống như có sinh mệnh đang chuyển động, trong đó bao hàm tinh hoa huyết mạch của Ma Lang Vương. Bề mặt bên ngoài của yêu đan này có khắc ma văn màu tím, ánh sáng lập lòe trên ma văn lại giống như máu tươi. Trong uy áp tàn bạo mà bá đạo có lẫn luồng khí tức cổ xưa đang chuyển động bên trong viên yêu đan màu đỏ lửa. Cái này! Còn chưa kịp phản ứng lại, Tử Diệm Ma Lang Vương đã đặt viên yêu đan vào trong tay Lâm Nhất. Mau đi đi, trước đó lúc ta độ kiếp, chỗ này không phải chỉ có một mình ngươi. Ngọn lửa trên đỉnh đầu Tử Diệm Ma Lang Vương đã gần như sắp tắt. Không chỉ một mình ta. Không đi được nữa rồi. Thình lình, trên đỉnh núi bỗng vang lên giọng nói giả nua, một lão giả hắc y âm thầm xuất hiện. Đáy mắt Ma Lang Vương lóe lên hàn mang, nó như một tia chớp xông qua muốn giết chết lão giả hắc y này. Quỳnh! Nhưng một yêu thú sắp chết như nó đã không còn sức mạnh của cảnh giới thiên phách từ lâu, chỉ một đòn đã bị lão giả hắc y nện ra một lỗ cực lớn ngay trước ngực. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, Tử Diệm Ma Lang Vương ầm ầm ngã xuống. Không. Mặt Lâm Nhất thình lình biến sắc. Huyết Long Mã giận dữ nhìn chằm chằm về phía lão giả hắc y, nhưng trên người ông ta bao trùm luồng khí tức thâm sâu khó dò, khiến nó không dám có hành động bừa bãi. Vốn cho là độ kiếp thất bại, chẳng có gì thú vị để ở lại, còn may là quay lại nhìn thêm một lần nữa. Vẻ mặt lão giả hắc y lộ ra ý cười, ông ta nhìn về phía Lâm Nhất, nhóc con, đưa yêu đan ra đây. Bảo bối này không phải là thứ mà ngươi có thể giữ được. Lời nói của ông ta vô cùng tùy ý nhưng lại không cho người khác được phép từ chối. Mặt Lâm Nhất mang vẻ nghiêm trọng, không đến một khắc thời gian mà thế cục lại thay đổi nhanh như vậy khiến hắn hơi khó mà chấp nhận được. Đầu tiên là Ma Lang Vương trước lúc chết thăng cấp lên thiên phách, trong lúc hồi quang phản chiếu tặng yêu đan cho mình. Nhưng chỉ một giây sau lại đột nhiên có một người ngoài nhảy ra. Trong đầu Lâm Nhất xoay chuyển thật nhanh để tìm ra đối sách, lão giả hắc y này ít nhất cũng phải có thực lực cảnh giới âm huyền đại thành. Với cảnh giới hiện tại của mình hầu như không thể đấu lại được với đối phương. Cảnh giới tử phủ chia làm ba cảnh giới lớn, cảnh giới âm huyền, ảnh giới dương huyền và cảnh giới âm dương. Mỗi một cảnh giới lại phân ra tiểu thành, đại thành và viên mãn. Nếu chỉ là cảnh giới âm huyền tiểu thành thì còn tạm. Lâm Nhất phỏng chừng mình ít nhất còn có 5 phần thắng, nếu như là âm huyền đại thành, dốc hết át chủ bài ra thì nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần thắng. Sự khác biệt về cảnh giới quá lớn.
Nếu như lão giả hắc y này tu luyện công pháp địa cấp thì khả năng thắng còn thấp hơn nữa. Thế nào, không muốn? Đáy mắt lão giả hắc y lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ đến. Không dám. Lâm Nhất nhỏ giọng nói, vãn bối sẽ đưa tặng ngay bây giờ. Đưa đến đây, yêu đan cảnh giới thiên phách có giá trị cao hơn nữa cũng không bằng được mạng của mình. Lão giả hắc y vuốt chòm râu, hờ hững nói. Một bước, hai bước, ba bước. Lâm Nhất đi gần về phía trước, đưa viên yêu đan thiên phách qua, ánh mắt lão giả hắc y rơi lên viên yêu đan, đáy mắt như bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, khẽ giọng lầm bầm, thú vị, lang vương này vậy mà lại có huyết mạch của man thú cổ xưa, chẳng trách lôi kiếp của nó lại đáng sợ như thế. Nhưng mà bây giờ nó đã là của ta rồi. Trong lúc đưa tay ra định nắm lấy viên yêu đan, nhưng vừa mới định cầm lên liền chộp hụt vào không khí. Sắc mặt thình lình thay đổi, đáy mắt hàn quang bắn ra, ngẩng đầu nhìn về Lâm Nhất. Xin lỗi, bảo bối đã vào tay ta, chưa từng có tiền lệ phải giao ra cho ai. Tứ ấn hợp nhất. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, trong lúc nguy hiểm, Lâm Nhất vung một quyền về phía ngực đối phương. Phụt. Dưới sức mạnh khủng bố và ào ạt của một quyền này, lão giả hắc y liền nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt ông ta lộ ra vẻ không thể tin nổi, hầu như không thể ngờ được với cảnh giới bán bộ tử phủ như Lâm Nhất lại dám ra tay với ông ta. Muốn chết. Vào giây phút khi ông ta bị đánh bay, lão giả hắc y nhanh như chớp tung ra một chưởng cũng đồng thời trúng lên ngực Lâm Nhất. Chỉ là một đòn tấn công rất vội vã chưa sử dụng hết toàn lực. Đi! Hai bóng người tách nhau ra khỏi đỉnh núi, Lâm Nhất rơi lên lưng của huyết long mã không dám nghĩ nhiều liền bảo huyết long mã bỏ chạy như diên. Chỉ chớp mắt đã cách xa cả nghìn mét, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ máu rồi biến mất. Chạy được không? Dưới chân núi, lão giả hắc y lau khô vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt lộ ra tia quang mang âm u lạnh lẽo. Sát ý ngập trời bộc phát từ trên người ông lão áo đen, sắc mặt ông ta tối tăm đến mức tận cùng. Đường đường là một cao thủ cảnh giới âm huyền đại thành mà lại bị một tên nhóc bán bộ tử phủ đùa giỡn, thử hỏi sao ông ta có thể nhịn cho được. Ông ta vốn cũng không nghĩ Lâm Nhất lại dám đùa cợt, bịp bợm trước mặt mình. Vù vù. Âm thanh xé gió vang lên, trên đất bằng, ông lão áo đen hệt như một luồng sáng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng theo Lâm Nhất. Trên lưng ngựa huyết long, khóe miệng Lâm Nhất rỉ ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, ngực có hơi lõm xuống, một vài cái xương sườn gần như biến dạng, trông có vẻ rất đau đớn. Chỉ một kích lúc vội vàng thôi mà đã có uy lực như vậy, khó mà tưởng tượng được một kích toàn lực sẽ khủng bố đến mức nào. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, ngựa huyết long tâm ý tương thông với hắn nên đã vội vàng khựng lại. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. Mặt đất phía trước dường như có một ngôi sao băng vừa lao xuống, tiếng nổ vang trời, đất đá bị hất tung lên, tạo thành một đám cháy lớn. Trong ánh lửa, một bóng người toát ra luồng hơi thở bạo ngược từ từ bước ra. Người nọ có vóc dáng cao gầy, mặc một bộ đồ đen, sát khí trên người hệt như một con yêu thú, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía Lâm Nhất. Chính là ông lão áo đen lúc nãy. Tốc độ nhanh thật, Lâm Nhất thầm kinh hãi. Ngươi chạy tiếp đi. Ông lão áo đen nhìn Lâm Nhất, phì cười, rồi hừ lạnh, chưa từng có ai giữ được mạng sau khi cướp đi bảo bối của Đàm Phong này cả. Ra tay đi. Lâm Nhất lạnh mặt, thờ ơ đáp lại. Nếu đã đi không được, vậy thì chiến. Trong mắt ông lão áo đen lập tức lóe lên tia kinh ngạc, sự quyết đoán của thiếu niên trước mặt khiến không ta cảm thấy khá bất ngờ. Biết chắc sẽ phải chết, vậy mà không hề cầu xin. Mặt cũng không đổi sắc, lại còn dám chủ động khiêu khích ông ta. Thú vị thật, đã lâu rồi ta chưa từng gặp một hậu bối nào ngông cuồng như ngươi, chết đi. Ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc bén, lập tức ra tay. Vù vù. Âm thanh xé gió vang lên, ông lão áo đen hệt như một bóng ma lướt đến, ngay khi đến trước mặt Lâm Nhất, bất chợt, nắm tay phải của ông ta phát lực, chân nguyên khủng bố ngưng tụ. Một quyền liên tục phóng đại giữa không trung, hệt như một khối thiên thạch rực lửa. Thiên thạch như sao chổi lao đến.
Lâm Nhất không dám chủ quan, lập tức duỗi tay rút kiếm táng hoa ra, bổ thẳng về phía trước. Ánh sáng hạo nguyệt, kiếm thế vô cùng vô tận bộc phát từ trên người Lâm Nhất, thân kiếm táng hoa lóe lên ánh sáng chói lóa, chiếu rọi khắp bốn phía, khiến khoảng không gian xung quanh sáng rực như ban ngày. Trên mặt đất, kiếm quang tán loạn, hệt như những tia nắng ban mai phủ xuống mặt biển mênh mông, bao la mà tráng lệ. Kiếm thế sắc bén bổ thẳng vào một quyền như thiên thạch kia, lập tức chém nó thành hai nửa. Răng rác. Quyền nổ tung, tia lửa bắn tung tóe, lả tả rơi xuống đất, khiến mặt đất nổ thành những cái hố sâu hóm. Trời đất rung chuyển, một kiếm của Lâm Nhất đắc thủ, đồng thời, giữa không trung, hắn đã thi triển thất huyền bộ đến cực hạn. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Phút chốc, tàn ảnh đầy trời. Bổ ra từng luồng kiếm quang có tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Mỗi một luồng kiếm quang đều ẩn chứa kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén và ác liệt. Phá! Trong mắt ông lão áo đen lóe lên tia kinh ngạc, ông ấy thật sự bất ngờ trước kiếm thuật cực kỳ tinh xảo của đối phương, nhưng ngay sau đó, ông ta hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên toàn thân ông lão áo đen cuộn trào, tất cả kiếm quang đang bổ xuống đều bị chấn nát. Trẻ nhỏ khờ dại, người vốn không biết tử phủ khủng bố đến mức nào. Đàm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trước, quyền hệt như thủy truyền ập đến. Khi ông ta tung quyền, giữa không trung liên tục phát ra tiếng nổ, với tu vi cực kỳ khủng bố, mỗi một lần chấn động dường như có thể xé rách không gian. Trong tình huống cận chiến, khí thế của ông ta như trẻ tre, từng bước bước lui Lâm Nhất. Thế công như bão tố sấm rền, không cho Lâm Nhất có một chút cơ hội thở dốc. Xương hàn vạn lý. Tia sáng lạnh bùng lên quanh thân Lâm Nhất, thân kiếm không ngừng run lên. Ầm. Kiếm âm khủng bố chấn vỡ mây xanh, vòm trời dường như muốn nổ tung. Đi cùng với kiếm quang chói mắt là khí lạnh vô biên, dùng khí thế cực kỳ bá đạo càn quét tất cả. Xương hàn vạn lý, ngay trong tầm mắt, đóng băng tất cả. Sắc mặt ông lão áo đen thoáng thay đổi, ông ta lập tức thu lại thế công, rồi lui về sau vài bước. Xì xì, những nơi kiếm quang đi qua, trên mặt đất phủ đầy sương lạnh, dường như không khí cũng bị kết thành băng. Được đó, tuy nhiên, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Toái tinh liệt, ông ta hét lên một tiếng, sau đó lui ra sau ba bước, rồi dùng uy thế sắc bén hơn lao đến. Một quyền vọt thẳng đến. Cứ như có thể đánh nát cả ngôi sao, cực kỳ bạo ngược. Ầm, một âm thanh cực lớn vang lên, giữa không trung liên tục vang lên vô số âm thanh băng bị nổ tung, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lui về sau. Đáng giận, quá mạnh, mạnh đến mức vô lý. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, ngước nhìn ông lão áo đen đang từ từ bước ra từ màn mưa băng vỡ vụn. Thật không ngờ ngươi có thể ép ta đến mức này, tên nhóc kia, có lẽ ngươi là đệ tử đắc ý của một tông môn chuẩn bá chủ nào đó, đúng không? Ánh mắt ông lão áo đen nóng rực, khi nhìn Lâm Nhất, trong mắt ông ta lóe lên tia tham lam. Dựa vào biểu hiện của Lâm Nhất vừa rồi, hẳn cũng không kém là bao so với những nhân tài kiệt xuất của các tông môn cấp bá chủ. Chắc chắn xuất thân của hắn ít nhất là từ thế lực cấp chuẩn bá chủ trở lên. Với xuất thân bực này, cũng có nghĩa là trên người của hắn có rất nhiều thứ quý giá, hiển nhiên là một con dê béo. Ầm. Một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, sau đó, giữa không trung bỗng xuất hiện một khối thiên thạch rực lửa. Kế đó, tốc độ thiên thạch tăng vọt, từng đợt khí nóng tản ra, hình thành biển lửa mênh mông vô tận. Ông lão áo đen đắm mình trong biển lửa, khí thế trên người ông ta đạt đến tình trạng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Võ hồn. Lâm Nhất híp mắt, hiển nhiên, người trước mặt đã thi triển võ hồn. Hỏa thiên thạch này chính là võ hồn của lão phu, vì tôn trọng đệ tử của tông môn cấp bá chủ, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một phen. Ông lão áo đen phì cười, thản nhiên nói. Sao lại là tôn trọng? Là vì khi đã xác định rõ xuất thân của đối phương, ông lão áo đen đã quyết tâm không để tên thiếu niên này có cơ hội chạy thoát. Chết đi! Đàm Phong chợt quát to, thân hình ông ta nhoáng lên một cái, đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Nhất.
một quyền hung hăng đánh thẳng về phía hắn, ngưng tụ uy thế vô biên của biển lửa mênh mông đang không ngừng thiêu đốt kia. Phút chốc, vạn vật bị thiêu trọi, tận thế giáng xuống. Cứ như có một ngôi sao rực cháy từ vũ trụ bao la xuyên thủng qua vòng trời, rơi thẳng xuống. Sức mạnh nóng rực mà bạo ngược bùng nổ ngay trước mặt Lâm Nhất, luồng sức mạnh này khiến người ta chợt có cảm giác rơi vào tuyệt vọng. Nhẫn. Lâm Nhất cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân, không thi triển kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Bởi vì đó là chỗ dựa lớn nhất của hắn, là át chủ bài duy nhất có thể tạo thành một kích chí mạng, thế nên hắn không thể bộc lộ quá sớm, nếu không e là khó giành được phần thắng. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Hoa tử diên tựa như một khối băng ở đan điền bỗng nở rộ, vòng trời phía trên lập tức xuất hiện hình ảnh một đóa tử diên. Lúc này, Tử Diên kiếm quyết tầng 9 được bộc phát đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm huy trên người Lâm Nhất đã vọt lên tử phủ. Kính hoa thủy nguyệt, thoáng chốc, thân hình Lâm Nhất đã biến thành 9 tàn ảnh, thật thật giả giả thật thật, kiếm thế thủy nguyệt nhanh chóng vọt lên đỉnh cao, kiếm thế mênh mông bỗng trở nên mờ ảo mông lung, như trăng trong nước, như hoa trong kính. Khi những tàn ảnh kia xếp chồng lên nhau, một kiếm này có sức mạnh một đá phá trời. Xì. Vòm trời như bị kiếm bổ ra, hai luồng uy thế kinh khủng hung hăng va vào nhau. Ầm. Dường như có sấm sét ầm ầm đánh xuống mặt đất, từng tiếng nổ sộc thẳng lên tầng mây. Giữa không trung, sóng dư chấn không ngừng lan ra, âm thanh va chạm liên tục vang lên, càn quét khắp bốn phía. Ầm, đùng, đùng. Trời đất rung chuyển, trên mặt đấy xuất hiện vô số hố sâu khủng bố. Dường như trời đất đều vỡ ra. Dư chấn của ngọn lửa đánh bật Lâm Nhất ra xa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, dùng một kiếm chống xuống đất, duy trì tư thế nửa quỳ. Lúc này, lòng tượng chiến thể quyết ầm ầm chấn động, khí huyết cuộn trào, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng dù là vậy, sức mạnh từ một quyền cực nóng kia vẫn điên cuồng thiêu đốt khắp cơ thể hắn, không chút kiêng nể. Còn chưa chết. Dư chấn khủng bố khiến ông lão áo đen ho sặc sụa, trông có vẻ hơi thê thảm. Nhìn thấy Lâm Nhất quỳ một chân xuống đất, ánh mắt ông ta tràn đầy kinh ngạc. Bởi lẽ một quyền này của ông ta được thi triển khi có võ hồn, dù là cảnh giới tử phủ tiểu thành thì cũng lập tức biến thành cho khi đối mặt với nó. Ha ha, thật thú vị, giờ thì ta càng ngóng trông ngươi chết hơn. Để xem sau khi giết được ngươi, ta có thể gặt hái được những gì. Tên nhóc kia. Có lẽ ngươi cũng không chỉ là đệ tử chân truyền của một thế lực cấp chuẩn bá chủ thôi đâu nhỉ. Ngay sau đó, ông lão áo đen nở nụ cười dữ tợn. Thực lực của Lâm Nhất càng mạnh thì chứng tỏ trên người hắn càng có nhiều bảo bối, đối với một tán tu thì điều này có sức hấp dẫn cực lớn. Tiếp nào. Ông lão áo đen lại lần nữa quát lớn, sắc mặt ông ta vặn vẹo mà dữ tợn. Giết. Tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Lâm Nhất. Hắn cầm chặt kiếm, cắn răng xông lên. Thịch, thịch, thịch. Hai bóng người không ngừng biến ảo giữa không trung. Dưới ánh trăng mờ ảo, cả hai liên tục va vào nhau, quyền và kiếm tung hoành ngang dọc, hai người đánh thẳng một mạch, chẳng mấy chốc đã đến hoang nguyên tịch diệt. Long nộ, ông lão áo đen hét to một tiếng, lại đánh ra thêm một sát chiêu. Quyền quét ngang bốn phía. Biển lửa mênh mông sau lưng ông ta ngưng tụ thành một cái vòi rồng có kích thước bằng nửa cái gò núi nhỏ. Phút chốc, tiếng rồng gầm lên giận dữ khiến trời đất rung chuyển. Lâm Nhất lạnh cả người, hắn đã sớm cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi một cơ hội, nhất kích tất sát. Thiên phá vân, nhìn vòi rồng lửa đang gào thét lao đến, dường như muốn cắn nuốt vạn vật, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, kiếm thế trên người hắn sộc thẳng lên trời. Kiếm táng hoa trong tay bổ mạnh ra. Một kiếm này khiến đất bằng dậy sóng, trời đất đổi màu. Kiếm thế vô cùng vô tận dường như hóa thành thực chất, diễn hóa thành một cơn bão kiếm ngưng tụ thành lốc xoáy, nương theo một kiếm này của Lâm Nhất cuốn phăng tất cả. Dưới một kiếm này, trời đất dường như rơi vào yên lặng vô biên. Trong thinh lặng, hai đại sát chiêu lại lần nữa va chạm, cuốn chặt lấy nhau. Vòi rồng lửa cùng cơn bão kiếm điên cuồng quấn lấy nhau, dư âm tạo thành không ngừng khuếch tán khiến mặt đất run lên từng hồi. Sau nửa ngày, hai luồng kiếm thế tách ra,
đánh về phía kẻ địch. Phụt! Ông lão áo đen phun ra một ngụm máu tươi, vô thức lui về sau, mắt híp lại. Lâm Nhất bị vòi rồng ngưng tụ từ lửa cắn nuốt, hất lên không trung mấy ngàn thước, sau đó rơi xuống cạnh một con sông. Rầm! Nơi hắn rơi xuống lập tức bị nổ thành một cái hố to. Hừ, tự mình chuốc lấy. Ông lão áo đen ho khan mấy tiếng, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi, rồi mới sầm mặt bước về phía trước. Đối thủ khó chơi như vậy quả thật đã vượt ngoài dự liệu của ông ta. Tuy nhiên, cuối cùng cũng xong, ông ta không tin Lâm Nhất có thể sống sót sau một quyền này. Mà dù có sống thì cũng đã kiệt sức. Vù vù vù. Ông ta lướt đi, ánh mắt lộ vẻ phấn khích, tuy trận chiến này có hơi cực khổ, nhưng thu hoạch không hề nhỏ. Một viên yêu đan thiên phách, thêm vào đó là toàn bộ gia sản của một tên đệ tử chân truyền, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động rồi. Phút chốc, ông ta đã đi đến rìa hố. Nhưng ngay khi ông ta còn đang tưởng tượng xem trên người Lâm Nhất cất giấu bao nhiêu thứ bảo bối thì... Một luồng kiếm ý ầm ầm bạo phát từ trong hố sâu. Luồng kiếm ý này khiến trời đất đổi màu, gió dục mây vần, kiếm âm lanh lảnh quanh quẩn khắp bốn phía, dường như đây chính là làn điệu tuyệt diệu nhất nhân gian. Cách đó không xa, nước sông cuồn cuộn bị kiếm ý kích động, hình thành hàng hà cột nước phun thẳng lên trời. Kiếm ý tiên thiên, sắc mặt ông lão áo đen lập tức thay đổi, thầm mắng một tiếng. Khốn kiếp, bị lừa rồi. Ông ta vội vàng lui ra sau. Chạy à, lao tặc. Kiếm của ta chờ ông đã lâu. Vù. Trong hố sâu, thiếu niên áo xanh đột ngột bay vọt lên, tóc dài phấp phới giữa không trung, kiếm trong tay cực kỳ hiên ngang. Một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Chiến ý dày đặc bộc phát từ trong mắt hắn, bất giác, sắc trời tối xuống, mây gió biến ảo, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Kiếm âm bốn phía diễn hóa thành tiếng sấm, ầm ầm chấn động. Kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh diễn hóa thành mây đen bao la, tựa như sấm sét vô tận bùng nổ quanh thân Lâm Nhất. Luồng kiếm thế này khiến cuồng phong nổi lên, mây đen cuồn cuộn. Thiếu niên lơ lửng giữa không trung, kiếm táng hoa trong tay bổ mạnh xuống. Một kiếm này, hung hãn như sấm sét. Bôn lôi chảm điện. Một kiếm hoa lệ và bá đạo, bày ra uy thế hủy thiên diệt địa, được sự phụ trợ của kiếm ý tiên thiên, điên cuồng chém xuống. Lâm Nhất mới nắm giữ chiêu này không bao lâu, trước đó, hắn chưa từng thi triển với bất kỳ ai. Ông lão áo đen là người đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Không. Sau khi Lâm Nhất phóng thích kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, sắc mặt ông lão áo đen cực kỳ hoảng sợ. Nhưng khi ông ta nảy sinh ý định lùi bước thì đã không còn kịp nữa. Ông lão áo đen còn chưa kịp phản ứng thì luồng kiếm quang hệt như loài mãnh thú thời thượng cổ, có khả năng một đá phá trời, xé rách hư không đã lao đến với tốc độ tia chớp, phút chốc nuốt chửng ông ta. Ầm. Kiếm xuyên thủng ngực khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Thế nhưng trước khi chết, ông lão áo đen vẫn ra sức đánh ra một chưởng. Ngước mắt nhìn lại, đó là một khối thiên thạch rực lửa đang lao đến với tốc độ xé gió, hệt như một thoáng kinh hồng. Là võ hồn, một kích đỉnh cao của ông ta trước khi chết. Lâm Nhất biến sắc, sau khi thi triển bôn lôi chảm điện, hắn gần như kiệt sức, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ầm. Trong tiếng nổ khủng bố, Lâm Nhất đang lơ lửng giữa không trung bị đánh bay ra ngoài. Hắn rơi thẳng xuống dưới, đầu óc hoảng loạn, ý thức mê muội. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ thấy ngựa huyết long bên cạnh đang không ngừng gào rú vì lo lắng. Bịch. Lâm Nhất lảo đảo rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe, phút chốc, hắn đã chìm xuống lòng sông. Sông ngầm chảy xiết, hắn liên tục bị dòng nước tác động, loại cảm giác này, sống không bằng chết. Lâm Nhất vốn đã trọng thương, liên tục bị như vậy, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, không cách nào tỉnh táo lại được. Ngẫu nhiên, Lâm Nhất mở mắt, lọt vào tầm mắt là khoảng không tăm tối, dường như hắn đã chìm vào vực sâu vô tận. Đừng nói đến việc không cách nào vận chuyển chân nguyên, hiện tại, ngay cả nhúc nhích ngón tay mà hắn còn không làm được. Lần này, Lâm Nhất bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã hoàn toàn không khống chế được sinh tử của bản thân. Trong trạng thái sống dở chết dở,
Lâm Nhất ngất đi và không còn ý thức nữa. Chết rồi ư? Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới ánh trăng mờ ảo, ý thức của Lâm Nhất dần khôi phục, hắn có thể cảm nhận được đau đớn, còn sống. Việc này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cơ thể vẫn không cách nào nhúc nhích được, tựa như lục bình trôi theo dòng nước. Thỉnh thoảng, dòng nước sao động, sóng biển chập trùng, hắn sẽ theo dòng nước nổi lên trên. Khi sóng biển tan hết, cơ thể hắn lại lần nữa chìm xuống đáy hồ. Khi thanh tỉnh, Lâm Nhất phải chịu đựng dòng nước liên tục tra tấn. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí để tiếp tục sinh tồn. Lâm Nhất thật sự không ngờ sau trận chiến với cao thủ cảnh giới âm huyền đại thành, hắn lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Đến hiện tại, có sống được hay không cũng rất khó nói. Trong mông lung, hắn phát giác có người cứu mình. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện. Thú vị thật, bị thương thành như vậy mà vẫn sống, không biết tên nhóc này từ đâu đến. Sợ là không chết thì cũng tàn phế, ngày sau khó mà trở thành võ giả được nữa. Hay là cứ mặc kệ đi. Không được, cứ mặc kệ thì hắn chắc chắn sẽ chết. Sau một khoảng thời gian dài bị dòng nước tra tấn, cuối cùng cũng được an ổn, thật sự ổn rồi. Mấy ngày sau, cuối cùng thì mí mắt nặng như đeo chì của hắn cũng mở ra một khe hở. Tầm mắt mờ ảo dần trở nên rõ ràng, xuất hiện trước mắt hắn là một căn phòng chất đầy đồ, thậm chí còn có mùi nấm mốc. Phòng tạp vật. Tuy nhiên, chỗ hắn nằm khá là sạch sẽ, có thể thấy được là có người đã cố ý dọn dẹp. Phù. Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, hắn muốn giơ tay xoa trán nhưng lại phát hiện cả người vô lực, gần như sụi lơ, cổ họng khô nóng, cơ thể hắn đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Hắn thầm kinh hãi, lập tức xem xét một phen thì phát hiện 10 sợi huyền mạch trong cơ thể chỉ còn 7 sợi là có thể miễn cưỡng thấy được. 3 sợi còn lại đã hóa thành một đống bừa bộn, để lộ dấu vết bị lửa làm tổn thương, trông vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ. Sắc mặt Lâm Nhất sầm xuống, ngày đó, hắn chỉ lo đấu với ông lão áo đen kia, vốn không rảnh để ý đến thương thế của bản thân. Không ngờ rằng vết thương lại nặng như vậy. Nếu là người thường, bị thương đến mức này thì chẳng khác nào kẻ tàn phế. Nhưng đối với Lâm Nhất, hắn đã từng chịu đựng đau đớn khi tự cắt đứt huyền mạch, thế nên thương thế lúc này vẫn miễn cưỡng nằm trong phạm vi chịu đựng của long tượng chiến thể. Chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ từ từ khôi phục. Tuy nhiên, lần này quả thật rất nguy hiểm, nó đã dạy cho Lâm Nhất một bài học, không được phép chủ quan trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Có lẽ giờ ta đang ở trên một con thuyền. Cảm nhận căn phòng có hơi trông chênh, Lâm Nhất rời khỏi trạng thái nội thị, lẩm bẩm. Có điều, không biết rốt cuộc là ai đã cứu hắn. Tình trạng hiện tại khiến Lâm Nhất cảm thấy rất khó chịu. Bởi lẽ lúc này bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng lấy mạng của hắn. Phải mau chóng khôi phục mới được. Lâm Nhất duỗi tay sờ soạng bên hông, bỗng nhiên, hắn ngẩn ra. Túi trữ vật, đâu rồi? Hắn nhìn quanh bốn phía, Tử Diên kiếm hạp mà hắn luôn mang trên vai cũng không rõ tung tích. Chúng bị nước cuốn đi hay đã bị ai lấy mất rồi? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia âm u, nếu là cái thứ hai. Thì trò đùa này có hơi lố rồi. Trong túi trữ vật của hắn có một viên yêu đan thiên phách, cuộn tranh hoa tường vi mà đến nay vẫn chưa khám phá hết tất cả bí ẩn, còn có bảo khí chiến kỳ xích diễm và một lượng lớn bảo vật. Còn về hộp đựng kiếm, bên trong nó chứa đựng kiếm táng hoa vật bất ly thân của hắn. Lạch cạch. Ngay khi vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Nhất, cửa phòng tạp vật đột nhiên mở ra. Một cô gái có dáng người uyển chuyển, vẻ mặt dịu dàng bước vào. Nàng ta rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng khá hiền lành. Nàng ta đại khái khoảng 15-16 tuổi, vẻ non nớt trên mặt còn chưa mất đi, thoáng vẻ xinh đẹp dịu dàng. À, huynh tỉnh lại rồi à. Nhìn thấy Lâm Nhất mở đôi mắt ra, trên mặt thiếu nữ lộ vẻ hân hoan, ngay lập tức muốn nhào đến. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, có chút bẽn lẽn lui lại mấy bước liền. Dường như cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, nhào qua như vậy thì có vẻ không được lễ phép cho lắm. Bộ dạng như vậy, trái lại làm Lâm Nhất không kiềm được bật cười nói, ta tên Lâm Nhất,
là cô cứu ta sao? Hóa ra huynh tên là Lâm Nhất à, ta tên là Bạch Vân, ba ngày trước ở đầu thuyền trông thấy huynh nổi trên mặt nước bèn bảo các sư huynh vớt huynh lên. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng trong phòng nhìn Lâm Nhất khẽ nói. Đa tạ ra tay cứu giúp, mạo muội hỏi một chút, đây là nơi nào, cách Lăng Tiêu Kiếm các đại khái bao xa? Lâm Nhất muốn biết chắc chắn mình bây giờ đang ở chỗ nào. Lăng Tiêu Kiếm các, chưa từng nghe nói đến. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Vậy đế quốc Đại Tần thì sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi tiếp. Đế quốc Đại Tần thì có từng nghe qua, ở trong biên giới U Châu, cũng coi như một nơi có thế lực cấp trung. Huynh đến từ đế quốc Đại Tần sao, ở đây là hạ lưu sông Nộ Long rồi, cách đế quốc Đại Tần xa lắm. Cho dù là kẻ mạnh cảnh giới thiên phách cũng phải đi mất hơn nửa tháng mới có thể miễn cưỡng bước chân lên biên giới của đế quốc Đại Tần. Nhắc đến đế quốc Đại Tần, đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, rủ rỉ nói. U Châu. Không biết U Châu sao? Kỳ lạ. Thiếu nữ nghi hoặc nói, trong thời kỳ của cổ vực Nam Hoa đã chia thành 9 châu, U Châu nằm ở phía tây của Nam Thành, đế quốc Đại Tần của các huynh cũng là một đế quốc nằm trong biên cảnh của U Châu, chỉ là tương đối hẻo lánh mà thôi. Trong lòng Lâm Nhất bừng tỉnh, hắn cũng từng nghe Mai Hộ Pháp nhắc đến. Nhớ ra Huyền Dương Điện kia chính là bá chủ của U Châu. Mỗi một châu đều có một châu thành hùng vĩ. Châu thành lớn đến mức còn rộng lớn hơn cả một quận của đế quốc Đại Tần. Nếu đã ra ngoài rồi thì trái lại có thể đi tìm hiểu xem sao. Đúng rồi, Bạch cô nương, túi trữ vật và kiếm hạp của ta cô có từng nhìn thấy không? Chỉ mải lo nói chuyện, thế mà lại quên mất việc chính, Lâm Nhất vội vàng hỏi. Cái này. Gương mặt thiếu nữ bỗng lộ ra vẻ khó xử, khẽ giọng nói, ở trong tay của nhị sư tỷ ta. Tỷ ấy nói huynh lai lịch không rõ ràng, kiếm hạp và túi trữ vật phải để cho tỷ ấy bảo quản trước, đợi khi nào huynh tỉnh dậy rồi nói sau. Ta nói không lại tỷ ấy, không có cách nào, xin lỗi nhé, Lâm đại ca. Vốn Lâm Nhất hơi giận nhưng nghe thấy lời của thiếu nữ thì trái lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thiếu nữ này, tính tình quá mức yếu đuối. Nếu ở trong tông môn mà có tính cách như vậy e là sẽ rất dễ bị ức hiếp. Không sao, cô đưa ta đi gặp vị sư tỷ kia của cô là được. Ta nói rõ với nàng ta là được, cô không cần xin lỗi ta. Lâm Nhất giãy giụa muốn đứng dậy. Đừng cử động, vết thương của huynh, đại sư tỷ ta. Nhớ đến cái gì, thiếu nữ này lại liếc trộm Lâm Nhất, lời như muốn nói lại thôi. Đại sư tỷ ta nói, vết thương này của huynh cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, sau khi tỉnh dậy không nên cử động bừa bãi. Trong lòng Lâm Nhất thầm buồn cười, vị đại sư tỷ này của nàng ta chắc không phải nói như vậy. Hẳn là nói hắn vết thương quá nặng, sau này sợ là sẽ biến thành phế nhân rồi. Cô nương này đến nói dối cũng không biết, có chuyện gì đều viết hết lên trên mặt. Không sao, cô đưa ta đi đi. Lâm Nhất mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Hắn luyện long tượng chiến thể. Năng lực hồi phục của nhục thân vượt xa so với khả năng của người thường. Bây giờ việc cấp bách nhất là lấy lại túi trữ vật, yêu đan thiên phách bên trong đó hắn phải liều mạng mới lấy về được. Nếu như cứ vậy mà bị người khác cướp mất thì Lâm Nhất quả thực muốn giết người. Được rồi, vậy ta đỡ huynh, huynh cẩn thận chút. Bạch Vân đi đến đỡ Lâm Nhất, đẩy cửa ra đi tới chỗ nhị sư tỷ của nàng ta. Trên hành lang người đến người đi. Thỉnh thoảng có người chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Nhất, thần sắc đều mang vẻ vô cùng quái lạ. Trong sự quái lạ còn ẩn chứa chút khinh thường và châm chọc, vô cùng kỳ quặc. Mặt Lâm Nhất chẳng tỏ vẻ gì, hắn phát hiện những người này đa phần đều có phong thái bất phàm. Trên người mặc quần áo giống hệt nhau, hẳn là cùng một tông môn. Khí tức tu vi cũng đều vô cùng thâm hậu, tùy ý một người nào đó cũng đã đạt đến trình độ cỡ 7 công tử của Đại Tần. Thậm chí còn có chút nhỉnh hơn. Trong Long Môn tranh tài, ngoại trừ Tư Tuyết Hy và Bạch Lê Hiên, những người khác mà muốn đánh bại những đệ tử này có vẻ tương đối khó khăn. Tông môn này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Một người bình thường mà đã có trình độ của 7 công tử trong Long Môn tranh tài rồi, nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất không khỏi thầm kinh ngạc. Cảm thấy sự việc có chút khó khăn,
Táng hoa kiếm và túi chữ vật chưa chắc đã có thể lấy lại một cách thuận lợi. Ta nói Bạch Vân, ngày thường làm bộ làm tịch như đóa sen trắng ngây ngô, bây giờ trước mặt bản dân thiên hạ lại dám khoác tay một người đàn ông, lại còn là một kiếm nô lai lịch không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi lại thích kiểu vô dụng thế này? Đúng vào lúc này, một chàng âm thanh bật cười chói tai truyền đến. Chỉ thấy phía trước, một nữ tử áo lam bước qua, dung mạo của nàng ta vô cùng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn khiến cổ áo như muốn bật tung ra. Phía sau lưng nàng ta có rất nhiều thanh niên đi theo như thể mặt trăng được các vì sao bao bọc. Thực lực của đám thanh niên này đều rất mạnh, ít nhất đều có tu vi huyền võ tầng thứ 10, thậm chí còn có không ít người ở cảnh giới bán bộ tử phủ. Lâm Nhất có thể cảm nhận được khí tức của đám người này vô cùng nặng nề, vượt xa so với võ giả của Đại Tần. Dù cùng chung một cảnh giới thì có lẽ cũng có thể dễ dàng nghiền nát võ giả của Đại Tần. Chẳng qua đây không phải là điều mà Lâm Nhất chú ý tới, ánh mắt hắn rơi lên bàn tay phải của nữ tử áo lam. Bàn tay phải trắng trẻo mềm mại đang nắm một thanh kiếm, Táng hoa kiếm. Hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một người ngoài mà quang minh chính đại cầm kiếm của mình như thế. Tư âm tỷ, tỷ, sao tỷ có thể nói ta như vậy? Thiếu nữ Bạch Vân nhìn về phía nữ tử áo lam, gương mặt tươi cười xinh đẹp bỗng đỏ lựng. Tức đến nỗi giọng nói run lên, nhưng tính cách của nàng ta vốn yếu đuối nên lại chẳng biết phải đáp trả thế nào. Ngươi cầm miệng cho ta, tên nhóc này bây giờ thân phận còn chưa rõ ràng. Nói không chừng là một ác nô phản chủ nào đó bỏ trốn, đường đột cứu hắn rồi không biết sẽ gây ra họa gì nữa. Thế cũng thôi đi, tên nhóc này sau khi tỉnh lại, ngươi không đến thông báo cho ta, trái lại còn lén lút đưa hắn ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh được trách nhiệm không? Nữ tử tên Tư Âm trợn ngược mắt lên lạnh lùng quát mắng. Trong lời nói giọng điệu vô cùng hà khắc, vô lý, tranh chua bá đạo, không hề cho Bạch Vân cơ hội để phản bác lại. Lục Tư Âm, không cho phép ngươi nói bừa, Lâm đại ca chắc chắn không phải là người xấu. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân đỏ rực, cắn môi nói. Ha ha, Bạch Vân, ngươi đã nhìn thấy ấn ký ở giữa đầu mày chưa, không chỉ là trong biên cảnh U Châu, đến cả những châu khác của cổ vực Nam Hoa cũng đều có tập tục như vậy, sẽ để lại ấn ký này trên người kiếm nô của nhà mình. Bên cạnh nữ tử áo lam, một thanh niên áo đen lên tiếng nịnh bợ Lục Tư Âm. Lạnh lùng cười nói, tiểu tử, ta nói không sai chứ. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, chẳng trách trước đó đám người này nhìn mình lại có vẻ kỳ quặc, mang đầy khinh thường như thế. Hóa ra là vì nhìn thấy ấn ký giữa hai đầu mày của hắn, tưởng hắn là một kiếm nô. Lãnh Phong sư huynh, huynh thế nào mà cũng như vậy, cho dù là kiếm nô không thể là người tốt hay sao? Bạch Vân tủi thân nói. Nhà đầu ngươi hiểu cái gì, ngốc nga ngốc nghếch, nếu là người tốt thì vết thương khắp người này từ đâu mà có. Tự nhiên chẳng có việc gì mà lại có người đánh hắn bị thương hay sao. Vừa nhìn là biết phản chủ bỏ trốn mới bị người ta ra tay nặng như thế, dứt khoát phế bỏ luôn, tiểu kiếm nô, ta nói có đúng không? Lục Tư Âm khẽ nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất, trầm giọng quát. Đúng hay không đúng, ta không muốn tranh luận với cô. Ta muốn nói là thanh kiếm trên tay cô cầm là của ta. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, hờ hững nói. Nực cười, một kiếm nô nhỏ nhoi như ngươi làm sao có khả năng có được bảo kiếm. Lui một bước nói, cho dù là của ngươi, bây giờ ngươi còn có tư cách để sở hữu không? Chẳng lẽ ngươi không biết mình bây giờ đã trở thành một phế nhân rồi sao? Đáy mắt Lục Tư Âm thoáng qua vẻ khinh thường, bật cười vô cùng chói tai. Một đám đệ tử thanh niên ở bên cạnh nàng ta cũng lạnh lùng cười theo, biểu cảm đầy vẻ bất thiện. Kiếm nô này đúng là không thức thời, chúng ta cứu mạng của hắn. Một lời cảm ơn cũng không có, nếu là ta thì chắc chắn sẽ chủ động dâng kiếm này tặng cho Lục sư tỷ, đâu ra đạo lý đòi lại như thế. Hừ, kiếm này vô cùng quý giá, chính là Thảo Mộc Huyền Binh, linh văn tự nhiên, có bao hàm cả đạo vận, chắc chắn là hắn ăn trộm. Nếu đã là ăn trộm thì bây giờ Lục sư tỷ tạm thời mượn nó, đợi ngày sau mang trả lại cho chủ nhân thực sự cũng là việc đương nhiên. Một đám người mồm năm miệng mười hầu như không hề có ý định trả lại kiếm cho Lâm Nhất, thậm chí còn vu khống hắn ăn trộm. Các ngươi,
sao có thể như vậy chứ? Thiếu nữ Bạch Vân tức đến đỏ mặt, hoàn toàn không ngờ đến sư tỷ mình lại không biết xấu hổ như thế. Lục sư tỷ, ta thấy kiếm nô này e là vẫn còn chưa nhìn rõ tình hình. Vẫn nên nhốt hắn lại rồi nói sau, đợi sau khi điều tra xong thân phận của hắn rồi giải quyết. Một đệ tử tên là Lãnh Phong, đáy mắt lóe sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Ta cũng có ý này, ra tay đi. Một kiếm nô mà thôi còn dám làm càn trước mặt ta không biết điều. Vẻ mặt Lục Tư Âm vô cảm, lạnh giọng nói, ngươi dám. Bạch Vân có vẻ sốt ruột vươn tay chặn ở phía trước mặt Lâm Nhất, không để Lãnh Phong đến gần. Bạch sư muội, đắc tội rồi. Lãnh Phong lại tỏ ra không hề nhượng bộ, khó có cơ hội để nịnh nọt Lục Tư Âm, làm sao mà hắn ta chịu bỏ qua dễ dàng. Đường đường là đệ tử thư viện Thiên Phủ, lại suy bại đến mức này, ra tay với cả người đang bị thương nặng sao? Đúng vào lúc này, từ phía xa có một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt bước tới. Dung mạo của nữ tử này còn tinh tế hơn nhiều so với Lục Tư Âm, trên gương mặt trái xoan chẳng có mấy biểu cảm, giữa đầu mày thoáng qua vẻ tức giận. Địa vị của nàng có vẻ khá cao âm, vừa ra mặt là đám đệ tử Lãnh Phong kia đã lập tức xẹp lép lại. Vội vàng chắp tay xin lỗi, đến cả sắc mặt của Lục Tư Âm cũng bắt đầu thay đổi, vẻ nóng nảy ban nãy cũng giảm đi ít nhiều. Lâm đại ca không sao rồi, đây là đại sư tỷ của ta Liễu Vân Yên, vết thương của huynh là do tỷ ấy chữa trị, Bạch Vân đang tức giận, nhìn thấy nữ tử váy tím này xuất hiện thì gương mặt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng. Lâm Nhất như thể có điều suy nghĩ, nữ tử trước mắt này quả thực rất giỏi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương đã đạt đến cảnh giới tử phủ, hẳn là có tu vi cảnh giới âm huyền tiểu thành. Thực lực rõ ràng hơn hẳn những người ở đây. Chẳng qua thư viện Thiên Phủ mà nàng ta nói đến là thế lực như thế nào. Đám người này, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ đều là đệ tử của thư viện Thiên Phủ. Đại sư tỷ. Thấy Bạch Vân chạy về phía mình, nữ tử váy tím có chút lạnh lùng cao ngạo liền lộ ra biểu cảm dịu dàng. Nàng ta nghe xong lời của Bạch Vân thì ánh mắt chuyển đến chỗ Lâm Nhất, không có nhiều vẻ chán ghét, đương nhiên cũng chẳng hề có chút thân thiện nào. Gật đầu chào hỏi sau đó nhìn về phía Lục Tư Âm nói, Tư Âm, Tiểu Vân nói có đúng không? Kiếm trên tay ngươi có đúng là của hắn không? Kiếm này, quả thực là lấy ra từ trong kiếm hạp phía sau lưng hắn, chẳng qua ở trên người hắn cũng chưa chắc đã là của hắn. Hơn nữa, sư tỷ, tỷ cũng biết, người này đã bị phế rồi, cho dù kiếm của hắn giữ lại bên người thì cũng có tác dụng gì đâu. Ở trước mặt Liễu Vân Yên, thái độ của Lộ Tư Âm cũng mềm mỏng đi nhiều. Liễu Vân Yên như có điều suy nghĩ, khẽ giọng nói, ngươi thích nó. Tư Âm quả thực rất thích thanh kiếm này, còn mong sư tỷ tác thành. Lục Tư Âm ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ khao khát. Nàng ta trái lại hiểu rất rõ sư tỷ của mình, chỉ cần không quá đáng quá thì vị sư tỷ này chắc chắn sẽ thiên vị cho đệ tử của tông môn mình. Huống hồ! Đối phương quả thực đã là một phế nhân. Ngươi tên Lâm Nhất phải không? Liễu Vân Yên nhìn về phía Lâm Nhất khẽ hỏi. Là ta. Trong lòng Lâm Nhất thầm nghĩ, nhìn bộ dạng này hình như là không định giao kiếm ra. Thanh kiếm này, ta muốn mua nó. Liễu Vân Yên khẽ giọng nói, hy vọng người có thể đồng ý bán. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Lâm Nhất như cười như không nói. Đáy mắt Liễu Vân Yên thoáng qua vẻ khác lạ, rõ ràng là không ngờ được đối phương dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Nhưng nàng ta trước giờ luôn không dễ dàng nổi giận nên bình tĩnh nói, các hạ, mặc dù là kiếm nô, nhưng tuổi tác còn trẻ mà đã có tu vi bậc này, e là thiên tài không sai. Chẳng qua. Thoáng ngừng lại, gương mặt Liễu Vân Yên mang theo chút đồng cảm, trầm giọng nói, các hạ có lẽ không biết, vết thương trên người ngươi còn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Không chỉ đơn giản là ba sợi huyền mạch bị phế đâu, bảy sợi huyền mạch còn lại cũng bị bỏng nghiêm trọng. Một khi vận chuyển chân nguyên sẽ vô cùng đau đớn, muốn chữa khỏi hoàn toàn gần như là không thể. Ngươi, đã trở thành phế nhân rồi. Có chút không nhẫn tâm, nhưng Liễu Vân Yên vẫn nói cho đối phương sự thật. Tình trạng vết thương của đối phương là do nàng ta chữa. Nhưng mà, cái nàng ta chữa chỉ là vết thương ở nội tạng và ngoài da mà thôi. Còn vết thương ghê gớm ở huyền mạch kia nàng ta không có cách nào chữa được.
cho dù là đệ tử của thư viện Thiên Phủ mà bị thương nặng đến mức này cũng gần như tàn phế một nửa. Trừ khi là một yêu nghiệt hàng thật giá thật thì thư viện mới bằng lòng trả giá để chữa trị. Còn về Lâm Nhất, một kiếm nô không có bối cảnh lại bị thương nặng như vậy, đời này chắc chắn là bị phế rồi. Các hạ cảm thấy ta đã là một phế nhân, cho nên dùng táng hoa kiếm cũng vô dụng. Không bằng thuận nước song thuyền, đúng không? Lâm Nhất nghe ra được ý trong lời nói của đối phương. Trái lại không ngờ được, bản thân miễn cưỡng cảm thấy bảy sợi huyền mạch tạm coi là còn nguyên kia, trong mắt đối phương lại gần như tàn phế, đúng là có chút thú vị. Đối phương sợ là không ngờ được, cho dù ba sợi huyền mạch mà nàng ta tưởng như đã bị phế hẳn kia. Với Lâm Nhất đã luyện long tượng chiến thể mà nói, việc hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như tu vi của ta có thể khôi phục thì sao? Lâm Nhất trầm giọng hỏi. Thật không, các hạ đúng là biết nói đùa, nếu như tu vi của ngươi có thể khôi phục, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu làm khó ngươi. Nhưng đợi đến khi tu vi của ngươi khôi phục lại đã rồi nói tiếp, kiếm này tạm thời để Tư Âm bảo quản giúp ngươi, để bồi thường, nếu như ngươi bằng lòng ta có thể cho ngươi một chỗ ở lại trong thư viện. Cơn giận thoáng qua nơi đáy mắt Liễu Vân Yên, rõ ràng, nàng ta cho rằng Lâm Nhất có chút khoác lác. Trong lòng Lâm Nhất cười khổ một tiếng, đầy vẻ bất đắc dĩ. Trước mắt, hắn vừa mới tỉnh lại, thực lực còn chưa hồi phục. Muốn ra tay cũng chẳng có sức. Tạm thời nhẫn nhịn chút vậy. Hắn không tiếp tục nói lại vấn đề này nữa, trầm giọng nói, túi trữ vật của ta cũng ở trong tay nàng ta, các hạ cũng cảm thấy nên giao cho nàng ta giữ hay sao? Liễu Vân Yên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Tư Âm nói, hắn nói có thật không? Quả thực trong tay ta, chẳng qua ta chưa có động vào túi trữ vật của hắn, ta cũng chẳng có hứng thú gì với túi trữ vật của một kiếm nô, chỉ là tạm thời thu lại mà thôi. Lục Tư Âm nói rồi lấy túi trữ vật của Lâm Nhất ra. Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên long lanh, cười nói, sư tỷ, kiếm nô này để ý túi trữ vật như vậy, sợ là đã ăn trộm bảo vật của chủ nhân hắn rồi. Hay là mở ra kiểm tra xem sao? Ngươi nói ít vài câu đi. Liễu Vân Yên trợn mắt lườm nàng ta, giận dữ quát. Ồ! Lục Tư Âm vội vàng cúi thấp đầu, thế mà có chút đắc ý quá rồi. Suýt quên mất tính khí của sư tỷ. Nè, đưa cho ngươi, đồ của tên kiếm nô nhà ngươi, bản tiểu thư không thèm đâu. Túi trữ vật bay trong không trung thành một hình vòng cung, nó bị đối phương ném không thương tiếc. Lâm Nhất tiện tay đón lấy, nắm chặt lấy túi trữ vật, nhìn sâu vào đối phương một lúc mới trầm giọng nói, hy vọng cô nhớ kỹ lời mình đã nói. Lời vừa dứt, hắn không buồn để ý đến đối phương nữa mà xoay người rời đi. Tên này, lại còn không phục, Liễu sư tỷ, tỷ đối xử với hắn tốt quá đấy. Lãnh Phong đứng một bên tỏ vẻ bất bình nói. Ta làm việc thế nào cần ngươi phải dạy ta hay sao? Liễu Vân Yên lạnh lùng nhìn đối phương một cái, sau đó lại nói với Lục Tư Âm kiếm, ta xem. Ừm. Lục Tư Âm bước lên đưa thanh kiếm qua. Keng. Kiếm được rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm như làn nước thu lướt qua, ánh sáng chói lọi tứ phía. Thân kiếm nặng nề, có linh văn được hình thành tự nhiên, ẩn chứa đạo vận trong đó, mũi kiếm lóe ra hàn mang lạnh lẽo khiến người nhìn run sợ. Mắt Liễu Vân Yên đột ngột thoáng qua vẻ khác lạ, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Lâm Nhất rời đi. Táng hoa hà! Lâm đại ca, xin lỗi! Lúc đưa Lâm Nhất trở về, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân ửng đỏ, cúi thấp đầu nói nhỏ. Vì sao lại nói như thế? Lâm Nhất cảm thấy lạ, hỏi. Trách ta đó, lúc đó Tư Âm tỷ cố ý muốn lấy bảo kiếm và túi trữ vật của Lâm đại ca, ta có ngăn cản. Nhưng vẫn bị tỷ ấy lừa lấy mất, tỷ ấy nói chỉ là tạm thời bảo quản, ta tưởng là có Liễu sư tỷ làm chủ, tỷ ấy chắc chắn không dám không nghe, ai mà ngờ. Cô nhóc nói bằng giọng có chút tủi thân, nàng ta trái lại không hận Lục Tư Âm. Nàng ta chỉ là trách Liễu sư tỷ lại thiên vị cho nữ tử áo lam. Lâm Nhất nghe vậy, thầm cười trong lòng, nhà đầu này đúng là ngốc. Liễu Vân Yên không thiên vị Lục Tư Âm, tỷ muội cùng tông môn với mình thì chẳng lẽ còn thiên vị một người lai lịch bất minh như hắn sao? Huống hồ trong mắt Liễu Vân Yên, hắn đã là một phế nhân.
Nếu như Lục Tư Âm đã thích thì nhường lại thanh kiếm cho nàng ta cũng chẳng có gì không ổn, có lẽ nàng ta cũng cảm thấy thanh kiếm này không phải là của mình. Lâm đại ca, sao huynh chẳng có vẻ sốt ruột gì cả vậy? Bạch Vân Hiếu kỳ hỏi. Không vội, kiếm của ta ai cũng không lấy đi được, nếu nàng ta đã thích thì để nàng ta giữ một thời gian cũng có sao đâu. Lâm Nhất cười hờ hững, chỉ là sâu trong đáy mắt lóe lên hàn quang, phong mang cực kỳ lạnh lẽo. Hắn từng nói, hy vọng Lục Tư Âm nhớ kỹ lời nàng ta đã nói, đừng có hối hận. Đồ của Lâm Nhất hắn, kẻ mạnh thuộc cảnh giới âm huyền đại thành muốn lấy hắn cũng chưa từng nhường. Huống hồ lại là táng hoa kiếm đã từng cùng hắn vào sinh ra tử, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với hắn. Lâm đại ca, vậy huynh cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai ta lại đem chút đồ ăn đến cho huynh. Sau khi tiễn Lâm Nhất đến phòng chứa đồ, thiếu nữ Bạch Vân cười e thẹn nói. Vì sao cô lại cảm thấy ta là người tốt? Đối với nữ tử này, hắn có ấn tượng rất sâu đậm khi nàng ta chặn ở trước người mình, Lâm Nhất mở lời hỏi. Lâm đại ca chắc chắn là người tốt, làm gì có ai xấu mà lại có vẻ ngoài đẹp như vậy chứ, huynh nói có đúng hay không chứ? Bạch Vân trộm liếc mắt nhìn Lâm Nhất, trên gương mặt lộ ra biểu cảm thẹn thùng, sau đó vội vàng bỏ chạy. Lâm Nhất thầm cười khổ mãi trong lòng. Xem ra lời Lục Tư Âm nói cũng không phải hoàn toàn là sai, nha đầu này quả thực là một nha đầu ngốc. Nhưng mà nha đầu này có ngốc hơn nữa cũng không đến lượt người phụ nữ kia bắt nạt. Đối với ân nhân từng cứu mạng mình, Lâm Nhất vẫn phải bảo vệ, có hắn ở đây thì không cho phép ai được ức hiếp nàng ta nữa. Hắn không thể chịu được, lúc nào cũng để phụ nữ chắn ở trước mặt bảo vệ mình. Sau khi đóng cửa lại, ánh mắt Lâm Nhất rơi lên túi trữ vật của mình. Thoáng thở phào một hơi, táng hoa kiếm tạm thời để ở chỗ người phụ nữ kia, còn may là đối phương không đi xem túi trữ vật này. Nếu không, những đồ bên trong đó chắc chắn sẽ khiến nàng ta nổi lòng tham. Chẳng qua, đợi đến sau khi hắn mở túi trữ vật ra thì sắc mặt thoát cái trắng bệch. Linh ngọc nhị phẩm và những đồ linh tinh khác đều còn, nhưng cờ chiến xích diễm, hồ lô tàng kiếm, mãnh hổ tường vi đồ, còn có viên yêu đan thiên phách kia đều đã biến mất. Bên trong túi trữ vật, những bảo vật quý giá nhất đều đã bị trộm hết không để sót lại một cái nào. Tiện nhân! Sắc mặt Lâm Nhất lập tức âm trầm, đáy mắt lộ ra hàn ý trước nay chưa từng có, sát ý như hóa thành thực thể. Giở thủ đoạn với ta à? Chỉ thoáng nghĩ đến hắn đại khái đã hiểu ra. Lục Tư Âm vì sao ở trước mặt hắn lại cố ý làm ra vẻ như chưa từng xem qua túi trữ vật của hắn rồi. Là vì không để cho hắn sinh lòng nghi ngờ, không để hắn kiểm tra túi trữ vật ngay trước mặt Liễu Vân Yên. Đợi đến sau khi mình rời đi, sau đó lại đi tìm Liễu Vân Yên. Thì nàng ta sẽ có cả đống lý do để nói Lâm Nhất tự làm mất, vu khống hãm hại nàng ta. Trái lại khiến Lâm Nhất không đòi lại được gì mà còn gây ra một đống rắc rối. Lâm Nhất tiện tay cất kỹ túi trữ vật, phẫn nộ đến mức bật cười, chỉ là nụ cười này lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ. Cô muốn chơi, ta sẽ chơi với cô đến cùng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh trở lại, việc cấp bách nhất là khôi phục lại sức mạnh. Đợi sức mạnh khôi phục được rồi thì tất cả sẽ dễ giải quyết. Đêm, trôi qua yên bình. Vầng trăng sáng trên cao tựa như một chiếc gương sáng ngời treo trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng trải xuống trên dòng sông cuộn trào, như thể một con quái thú đang rít gào. Cái tên sông Nộ Long quả thực không ngoa. Chẳng qua con thuyền to lớn này lái trên mặt sông lại vô cùng vững vàng, không hề chòng chành nghiêng ngả. Rất rõ ràng, lai lịch của thư viện thiên phủ này không hề đơn giản, bên trong thuyền còn có huyền cơ chứ không phải chỉ là một chiếc thuyền vượt sông thông thường. Trong phòng chứa đồ, Lâm Nhất ngồi khoanh chân. Trên cơ thể hắn bao trùm sức mạnh long tượng cổ xưa, ánh sáng màu tím lấp lánh trên bề mặt cơ thể của hắn. Trong quang mang bao hàm sức sống mãnh liệt, hắn đã tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng thứ 5 đỉnh phong, khả năng hồi phục nhục thân có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Sức sống hừng hực nở bung ra trên cơ thể hắn, căn phòng chứa đồ ẩm mốc dưới sức ảnh hưởng của sức sống này đều dần trở nên mát mẻ sạch sẽ. Chân nguyên dung hòa với sức mạnh long tượng từ từ chuyển động trong huyền mạch, thỉnh thoảng lại có tiếng rắc rắc truyền ra. Âm thanh đó giống như cây già nảy mầm,
tầm phá kén chui ra, tỏa ra sức mạnh tái sinh. Vết thương không thể chữa được trong con mắt người ngoài, giờ đây có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được tốc độ hồi phục của nó. Hắn từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này cả chục lần, lúc đó Long Tượng Chiến Thể còn chưa đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, trước mắt vết thương này đối với Long Tượng Chiến Thể tầng thứ 5 đỉnh phong mà nói, làm sao có thể không hồi phục được. Phế nhân, kiếm nô. Hy vọng Lục Tư Âm nhớ kỹ lời nàng ta nói, nhất định đừng có hối hận. Cảm nhận được vết thương trong cơ thể đã tốt hơn, tâm trạng của Lâm Nhất cũng dần thả lỏng, với trạng thái hiện tại, khả năng hồi phục vết thương có lẽ sẽ nhanh hơn một chút so với dự đoán của hắn. Thình lình, huyền mạch trong cơ thể hắn tự nhiên chấn động, khắp người hắn bung ra quang mang sáng chói màu bạc, kiếm ý ngang ngược. Cái này, hiện tượng lạ xuất hiện mà không hề có tín hiệu báo trước khiến Lâm Nhất vô cùng ngạc nhiên, lập tức hắn nhìn vào tâm thức của mình. Hắn nhìn thấy chân nguyên hùng hậu đang di chuyển trong cơ thể đã có 7 phần chuyển hóa thành Tử Diên kiếm kình. Hơn nữa còn thay đổi từ màu bạc trước đó thành màu sáng bạc bây giờ, vô cùng chói mắt. Chân nguyên đã có 7 phần chuyển hóa thành Tử Diên kiếm kình rồi sao? Lâm Nhất bừng tỉnh, đại khái là sau cuộc chiến với lão giả Hắc Y đỉnh phong kia, Tử Diên kiếm kình cũng bị kích thích. Dưới tình huống không có linh ngọc tam phẩm mà lại tiến thêm một bước, chuyển hóa thành 7 phần. Trái lại cũng không có gì lạ, rất nhiều người cho rằng muốn đột phá sẽ phải cần đến một cuộc chiến sinh tử. Bởi vì cuộc chiến sinh tử quả thực có thể kích thích tiềm năng của con người, chỉ là nếu không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ phải chết. Thú vị, ta đây cũng coi như gặp họa được phúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.